từ Tây Du bắt đầu luyện phản sáo lộ chương 98, ngươi sáo lộ mặt cho ngươi lôi kéo ta tự có ta sát, canh ba cầu đặt mua. Nhìn xem na tra kia một mặt mộng bức dáng vẻ, tôn tiểu không cảm giác thế nào nhìn, thế nào cảm giác khả ái. Thế là nhịn không được, đưa tay sờ lấy tại na tra mặt bên trên. Cốc nghĩ bóp một cái nha. Ngươi làm gì? Na tra vừa tôn tiểu không đưa tay sờ tại trên mặt mình, kỳ quái mà hỏi. Nga, Ta nhìn ngươi mặt ăn có điểm bẩn, giúp ngươi lau lau. Tôn Tiểu không một mặt bình tĩnh nói. Nha! Na Tra cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là đầy đầu óc nghĩ, bàn đào thế nào không có đây. Khi lớn bàn đào, nàng có thể là mới ăn mấy miệng nhỏ. Tích! Sáu lộ thành công, thu hoạch được, kim đang ít năm. Tôn Tiểu không thấy mình cái này chút ít thủ đoạn liền sái ở Na Tra về sau, trong lòng cũng là không nín được muốn cười. Tiểu La Lị liền là dễ bị lừa. Một bên khác, Ngọc Đế cùng Quan Âm, Thái Bạch Kim Tinh cũng là bị Tôn Tiểu không vô sĩ làm mộng. Mà Quan Âm, thấy Tôn Tiểu không hướng về na tra mặt nhỏ khẽ vương tay, nội tâm liền nhớ lại, phía trước bị Tôn Tiểu không bóp mặt. Cái này Tôn Tiểu không có thể là thật vô sĩ, thế mà chơi văn tự trò chơi. Ngọc Đế vừa cười vừa nói. Phỏng chừng na tra thế nào cũng không nghĩ ra, kia lớn quả đào, là bị tôn tiểu không một cái nuốt mà không phải bị người đoạt chạy cất đi thái bạch kim tinh cũng là thở dài nói ra đồng thời thái bạch kim tinh cũng là vì na Tra cảm thấy đáng tiếc a à. hảo hảo cơ hội để cho ngươi ăn hai viên bàn đào ngươi đúng là ngu xuẩn thế mà liền ăn mấy ngụm sau đó tiện nghi tôn tiểu không chỉ bất quá ta nhìn cái này tôn tiểu không nhất thời bán hội còn giống như sẽ không trộn đào a à. quan âm nói chuyện tâm lý có chút nóng nảy. Tôn Tiểu không đã ở trên trời chờ hơn 10 ngày, hạ mặt cũng đã qua mấy thập niên. Khoảng cách thỉnh kinh kế hoạch lớn thời gian, có thể là càng ngày càng gần. Kia! Tương lai liền tiếp tục thay người đi kích thích hắn, ta liền không tin, hắn có thể một mực vững vàng. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói ra. Lúc này phái ai vậy? Hiện tại cái này Tôn Tiểu không đã là Kim Tiên Đỉnh Phong, cổ thông thái ớt kim tiên phỏng chừng đều không phải đối thủ của hắn. Nếu như chúng ta không phải phái dương tiễn hoặc là na tra cái này chủng chiến lực cao, bảo không chuẩn hội bị hắn đánh ra đến. Quan âm nhìn xem thái bạch kim tinh nói ra. Lời nói này, Ngọc Đế cùng thái bạch kim tinh cũng là một trận đầu lừa, thiên đình có thể đánh thắng tôn tiểu không còn là không ít, chỉ bất quá đi. Những này người, hắn nhóm không nhất định có thể gào to động. Mấu chốt nhất chính là, những này người phần lớn đều là địa vị tại đó đặt vào, người để hắn buông xuống tư thái đi treo đùa một tên tiểu bối, bọn họ đây thế nào kéo hạ mặt mũi. Tại ba người đang thương lượng thời điểm. Bàn đào vườn bên trong tôn tiểu không, trực tiếp đem bàn đào vườn đại môn đều đóng lại. Cái này cả cái bàn đào vườn cũng đã bị tôn tiểu không coi là túi bên trong đồ vật. Theo tôn tiểu không, cái này bày tư ngày từng ngày, đều đến sờ hai cái bàn đào ăn, kia cũng là ăn chính mình đào A. Tôn Tiểu không cảm giác đau lòng a. À. Kết quả là làm Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh ba người nhìn đến Tôn Tiểu không đem bàn đào vườn Đại Môn đóng lại về sau cũng là im lặng. Ba người biểu thị lại không có trộm ngươi gia đào ngươi kích động như vậy. Tiếp phản xáo lộ thành công thu hoạch được kim đan ít năm. Tôn Tiểu không sắc mặt một giới cái này trực tiếp quan Đại Môn cũng tính toán sáo lộ rồi. Hai ngày sau. Tôn Tiểu không còn tại tu luyện, cái nghe có người phanh 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 một mực tại chụp bàn đào vườn đại môn. Cái này gia hỏa, Tôn Tiểu không cũng là im lặng. Lão tử đều đóng cửa, ngươi nhóm còn đến a? À. Bất đắc dĩ, Tôn Tiểu không chỉ có thể đi mở cửa. Tôn Tiểu không, ngươi cái này đem bàn đào vườn đại môn đóng lại rồi. Ngươi có phải hay không ở bên trong ăn vụng bàn đào rồi? Cẩn thận ta nhóm đối vương mẫu nương nương cáo ngươi hình. Bất quá. Ngươi nếu là gọi chúng ta vài tiếng tỷ tỷ tốt, ta nhóm liền bỏ qua ngươi. Hì hì. Tôn tiểu không vừa vừa mở cửa, liền nhìn thất tiên nữ tại sách theo rổ tại cửa ra vào. Tôn tiểu không lắc lắc đầu nói, có lỗi mấy vị. Mùi mùi. Bàn đào vườn hai ngày này tiếng tặc, không mở ra cho người ngoài, ngươi nhóm trở về đi. Nói dứt lời, bành tôn tiểu không trực tiếp liền đem đại môn đóng lại. Bảy người một cái cái sắc mặt mê mang. Tôn Tiểu không, ngươi trở lại cho ta. Ta nhóm là vương mẫu khâm điểm, lúc nào đều có thể đi vào bàn đào vườn. Ngươi dựa vào cái gì không để chúng ta đi vào? Ngươi bắt tặc chính mình chụp tới a, đem ta nhóm đóng cửa bên ngoài. Bảy người cũng là bị khí không nhẹ. Nói thật, Tôn Tiểu không liền thất tiên nữ cũng không nghĩ để bọn hắn tiến đến, bởi vì các nàng mỗi lần tiến đến, khả năng đều hội hái vài cái đào đi. Có thể là những này đào đã sớm bị tôn tiểu không coi là mình có bị người hái một cái mình tới thời điểm liền bớt ăn một cái vương mẫu lão nương thật là tạ ơn ngươi đem ta bàn đào vườn nhìn cái này tốt tôn tiểu không cái này đóng cửa từ chối tiếp khách ngược lại để ngọc đế ba người có chút đau đầu cái này bàn đào vườn có thể không phải có thể tùy tiện ra vào như là đóng cửa kia tự có kết giới thủ hộ bằng không người nào không ai cũng có thể đi vòng vòng sao tiểu bạch a Ngươi nhìn cái này đầu khỉ chân chính hầu tinh, ngươi đang ngẫm nghĩ dùng cái gì biện pháp ứng đối. Ngọc Đế có chút bất đắc dĩ nói. Thái Bạch Kim Tinh cũng là mộng, cái này. Ta cũng là một cái lỗ mũi hai cái mắt, thế nào khả năng tùy thời đều có ý đồ xấu đâu. Bệ hạ, cái này phải cho ta suy nghĩ một chút, cái này tôn tiểu không thực tại để người đau đầu. Quan âm nhìn nhìn hai người, cũng là mười phần bất đắc dĩ. Lúc này, ngược lại là cho tôn tiểu không an bài tốt. Trực tiếp bàn đào vườn cửa lớn vừa đóng, rút vào trong vỏ không đi ra. Bởi vì cái gọi là Ngươi bộ mặt cho ngươi bộ, ta tự có ta sát. Không phải sao, cái đánh tôn tiểu không mấy ngày nay cửa lớn vừa đóng, toàn bộ thế giới thật đúng là nói hạ thanh tịnh. Mấy ngày sau, bàn đào vườn đại môn trực tiếp bị người mở ra. Tôn tiểu không phát hiện động tĩnh về sau, cũng là trực tiếp đứng dậy hướng cửa vào bay đi. Cái này xem xét. Chỉ thấy bên ngoài người đến là một cái, tướng mạo cực đẹp, khí thế cao quý nữ nhân. Cái này nữ nhân một thân phượng bào, khí chất kia cùng bức cách có thể là cao đến tầng 33 thiên. Mà phía sau, không chỉ có lấy thất tiên nữ đi theo, còn có mấy cái xinh đẹp tiên nữ bãi giá. Không cần tôn tiểu không nghĩ cái gì, cái này phỏng chừng liền là Tây Vương Mẫu, Vương Mẫu Nương Nương. Không kịp chờ Tôn Tiểu Không mở miệng, Vương Mẫu trước nói: "Tôn Tiểu Không, Ngọc Đế phái ngươi trấn thủ bàn đào vườn, ngươi cái này giam giữ đại môn ngủ, còn thể thống gì?" Tôn Tiểu Không nhíu mày, suy nghĩ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là sáo lộ không đến chính mình, sau đó ép mình mở cửa làm ăn, tiếp tục sáo lộ chính mình a. À. Chỉ thấy Tôn Tiểu Không giả vờ như một mặt chua xót nói: "Không phải ta muốn đóng cửa a." À. Là kia Dương Tiễn cùng Na Tra quá đáng ghét hắn nhóm đến ta bàn đào vườn, ăn đào ném cây, còn nói. Cái gì cậu thí bàn đào vườn hộ pháp thiên thần, cái gì cậu thí vương mẫu bàn đào vườn, rõ ràng liền là hắn nhóm hậu hoa viên, hắn nhóm nghĩ đến liền liền, muốn ăn liền ăn. Còn lớn lối nói, Ngọc Đế là ta cửu cửu, ngươi nhà có tin ta hay không một câu, để cho ngươi biếm hạ phàm ở giữa, tiếp tục làm yêu. Ta đánh cũng đánh không lại hắn nhóm, vì nhìn tốt bàn đào vườn không bị hai cái tặc tử tai họa, đành phải ra hạ sách này. Nói dứt lời, Tôn Tiểu không trong lòng cũng là vui, cái này nhìn ngươi nhóm người nào còn tại đến trộn đào. Vương Mẫu nghe Tôn Tiểu không, nhíu mày. Nói thật là, nàng không có thế nào quan tâm qua Tôn Tiểu không, cũng không biết Tôn Tiểu không diễn kỹ bao nhiêu tinh thâm. Thế là, nàng có điểm tin. Lời của ngươi nói có thể thật chứ? Khi Dương Tiễn cùng Na Tra, thực có can đảm đến ta bàn đào vườn làm càng. Công Tiểu không một mặt bất đắc dĩ gật đầu nói, thiên chân vạn sát. Hai người này ỷ vào pháp lực cao cường, lại là bối cảnh thâm hậu, là kia nhị lan thần dương tiễn, càng là đáng ghét. Hắn! Hắn! Lời hắn nói ta cũng không dám nói a. À. Cứ việc nói, có bản tọa tại, ta còn không tin có người dám đem ta bàn đào vườn xem như hậu hoa viên. Vương Mẫu mở miệng nói ra. Kỳ thực, Dương Tiễn cùng Na Tra trộm đào, cái này thái bạch kim tinh đã cùng vương mẫu bắt chuyện qua vương mẫu cũng không có cái gì ý kiến nhưng là hiện tại nghe tôn tiểu không cái này nói nàng ngược lại là có chút hoài nghi hai người này mượn này lý do hại chính mình bàn đào vườn tôn tiểu không gặp vương mẫu kiên trì muốn hỏi do dự một chút nói nhỏ kia dương tiễn hắn cầm bàn đào trở về là cho chó ăn a à, cho nhà hắn cẩu tử ăn hắn không gần như chỉ ở nơi này làm càng dùng ăn kia thiên trước khi đi còn mang đi một chút nói là ra ngoài tản bộ thuận tiện cho nhà hắn tổ tử mang về hắn rõ ràng là không đem nương nương cùng bàn đào để vào mắt thế mà cầm cho chó ăn tiểu nhân thực lực thấp giận mà không dám nói gì cầu vương mẫu nương nương làm chủ a vương mẫu nghe tôn tiểu không sắc mặt có chút lạnh ngươi lời mới vừa nói thiên chân vạn sát tôn tiểu không gật đầu nói làm thật không tin có thể tìm dương tiễn đối chất hỏi hắn kia thiên có phải là mang bàn đào trở về cho chó ăn nga đúng trước khi đi còn thả cùng ngôn đạo ngọc đế là ta cửu cửu ngươi có bản lĩnh cáo ta đi a à. tôn tiểu không là càng nói càng cảm thấy chua xót khóc mắt đều ủy khuất có chút đỏ dạng như vậy cho dù ai xem xét đều có thể từ tôn tiểu không trong hai mắt nhìn đến hắn từng chịu đến khuất nhục mà tôn tiểu không tâm lý xác thực vui ngươi cái nuôi chó ngươi còn phiêu a à. lúc này hố chết ngươi để cho ngươi ở trước mặt ta trang vương mẫu đôi mắt đẹp quét ngang âm thanh lạnh lùng nói theo ta đi lăng tiêu bảo điện ta hôm nay tốt muốn hỏi một chút là có hay không có này sự tình nếu là ngươi gạt ta ngươi tự biết hậu quả nếu kia dương tiễn thực có can đảm như này làm càng ta tự hội tự mình giáo húng hắn đồng thời tưởng thưởng cho ngươi nói dứt lời vương mẫu quay người hướng lăng tiêu bảo điện phương hướng đi tới tôn tiểu không tâm tình vui thích cùng lấy vương mẫu thân về sau trong lòng cũng là kinh ngạc cái này vương mẫu khí tràn thật là không nhỏ a à. cái này gia hỏa đều cảm giác có điểm giống bá đạo nữ tổng tài lăng tiêu bảo điện dương tiễn cái này hội còn không biết tình huống gì mà ngọc đế cùng thái bạch kim tinh cũng không hiểu rõ lắm tình huống bởi vì tại vương mẫu xuất hiện bàn đào vườn cửa vào lúc ngọc đế đã đem thần thông hình chiếu quan cái này thần thông hình chiếu có thể không phải ngươi muốn nhìn người đó liền có thể xem ai nếu là đối phương tu vi cao thâm, có thể đủ đệ nhất thời gian phát hiện ngươi, hoặc là che đậy ngươi. Húng hồ quan sát người khác, bản thân liền là kiếm chuyện. Cho nên nói, khi nhìn đến vương mẫu dẫn tôn tiểu không một mặt lãnh sắc đi tới lăng tiêu bảo điện, ngọc đế cùng thái bạch kim tinh nội tâm liền cảm giác có chút không ổn. Bệ hạ, ta nghe tôn tiểu không nói, dương tiễn đến ta bàn đào vườn bên trong, trắng trợn dùng ăn bàn đào không nói, trước khi đi còn mang về một ít cho chó ăn có thể có này sự tình. Muốn nói đi, đi về phía tây sự tình, vương mẫu cũng đến phối hợp. Nhưng là, phối hợp về phối hợp, không thể nhường một ít người cầm lông gà làm lệnh tiễn. Ngọc đế nghe vương mẫu, nhớ mày, hồi tưởng lại chuyện ngày đó. Sau đó, mặt nói hạ biến sắc, kia thiên dương tiễn thật đúng là mang đi hai viên bàn đào, đồng thời thật đúng là lưu thoại nói là về nhà cho chính mình cậu tử nếm nếm. Cái này, vương mẫu bất giận, sự tình cũng không phải ngươi suy nghĩ một chút như thế ngọc đế mở miệng nói ra một bên đứng lấy dương tiễn ngay tại chỗ sửng sốt sau đó một mặt bất khả tư nghị nhìn xem tôn tiểu không cái này ni mã ngươi âm ta vương mẫu không về ngọc đế lời nói nhìn chằm chằm dương tiễn hỏi ta hỏi ngươi này sự tình có thể thật chứ chúng tiên cũng là một mặt mộng bức nhìn xem dương tiễn trong lòng bọn họ ngược lại là biết rõ Kỳ thực Dương Tiễn cùng Vương Mẫu hai người bất thường, lúc trước Dương Tiễn hắn họa tạo sự tình, liền là Vương Mẫu một tay pha trộn. Chỉ bất quá, hiện tại Vương Mẫu, khả năng cảm giác trước kia có chút hà khắc, gần ngàn năm đến, mỗi ngày chủng loại hoa, dưỡng dưỡng cá, ngược lại là rất ít quản cái gì nhàn sự. Mặc dù là như thế, Vương Mẫu còn lưu cho chúng tiên cực đại bóng ma. Dương Tiễn nghe Vương Mẫu, một thời gian cũng không biết trả lời thế nào cái này bàn đào hắn xác thực đóng gói mang đi, lời cũng xác thực nói. Mà bàn đào sau cùng, đúng là cho chó ăn. Không sai, Hạo Thiên khuyển cùng Dương Tiễn quan hệ, kia là đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ, một chủ một bột trải qua rất nhiều lần đồng sinh cộng tử. Cho nên, Dương Tiễn bàn đào, một khỏa mang về cho tất lòng, một viên khác cho Hạo Thiên khuyển. Nhưng mà, Dương Tiễn thật đúng là không có nhầm vào, hoặc là vũ nhục vương mẫu ý tứ A cứ việc dương tiễn đối vương mẫu hận ý không nhỏ. Tôn tiểu không ở một bên mười phần bình tĩnh, nội tâm phỏng đoán, cái này sóng phản sáo lộ mặc dù đến trễ, nhưng là tuyệt đối không có vắng mặt. Cũng không biết hệ thống có thể cho đánh mấy phần. Bất quá, nhìn xem dương tiễn, ngọc đế mấy người ăn quả đắng, tôn tiểu không tâm lý miễn bàn cao hứng biết bao nhiêu. Nương nương có thể mượn một bước nói chuyện. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng cười nói. Vương mẫu bày biện mặt nói, Thái Bạch, chuyện hôm nay, ta liền hỏi, Dương Tiễn hắn là có hay không cầm ta bàn đào cho chó ăn? Kỳ thực hiện tại Na Tra, trong lòng cũng là hoảng đến một nhóm. Nàng mặc dù cũng là tiếp Ngọc Đế mệnh lệnh đi ăn vụn bàn đào, nhưng mà... Ngọc Đế là Ngọc Đế, Vương Mẫu là Vương Mẫu A. Ngọc Đế mặc dù là tam giới chi chủ, nhưng mà Vương Mẫu còn là nữ tiên chi thủ đâu. Hơn nữa, Vương Mẫu có thể là so Ngọc Đế đều xuất đạo sớm. Bất quá, Na tra vỗ vỗ ngực, cảm giác còn tốt, chính mình không có ra cái gì cùng ngôn, bằng không cái này sẽ hỏi trách liền là chính mình. Lúc này, vương mẫu gặp dương tiễn không phản bác được, nội tâm liền dậy nộ hỏa. Dương tiễn không giảo biện, vậy cũng là tôn tiểu không nói đều đúng rồi. Mà chính mình bàn đào, hắn thế mà cầm cho chó ăn. Rõ ràng liền là tại làm người buồn nôn A. À. Lúc này, cái này tiếp nhận chúng tiên cũng đều đoán được. Bất quá bọn hắn ngược lại là thật bội phục Dương Tiễn, thật thổ hào a, cầm bàn đào cho chó ăn. Mấu chốt, nếu là ngươi chính bình đào cũng liền thôi, ngươi muốn làm gì làm gì. Nhưng bàn đào vườn quả đào, không thuộc về ngươi a. Một ít chưa ăn qua bàn đào Tiểu Thiên binh biểu thị, tốt muốn làm Dương Tiễn gia chó. Vương Mẫu âm mặt nhìn xem Dương Tiễn nói ra, Dương Tiễn, ngươi như đối chuyện năm đó bất mãn, đại khái có thể tìm ta, chỉ bất quá cầm ta bàn đào cho chó ăn có phải là có chút quá phận rồi dương tiễn hiện tại là có khổ khó nói a à. hắn là thật không có ý kia phía trước kia lời nói hoàn toàn là nghĩ giật dây tôn tiểu không cũng trộn đào ngọc đế cùng thái bạch kim tinh cũng biết này sự tình nguyên do chỉ bất quá hiện tại vương mẫu rõ ràng là sinh khí không cho hắn nhóm cơ hội giải thích có thể là hiện tại dương tiễn lại không có biện pháp nói ra nói thực tại Dương Tiễn đúng là đối vương mẫu có ý kiến, cũng chính là đánh không lại, có thể đánh thắng Dương Tiễn đã sớm báo thù. Nhưng là những này thật cùng trước mắt sự tình không quan hệ a. À. Một thời gian, Dương Tiễn không nói chuyện. Tràng diện cực độ yên tĩnh. Vương mẫu rõ ràng tại nỗi nóng, cũng không ai dám vì Dương Tiễn giải thích cái gì. Ngọc đế do dự chốc lát nói, "Này sự tình vương mẫu ngươi trước về giao trì, theo sau ta tự mình mang Dương Tiễn tiến đến cho ngươi một cái công đạo." ôi muốn ta nói đừng cả những cái kia chuyện phiền toái trực tiếp giáo huấn hắn một trận phạt hắn đi nam thiên môn nhìn hai trăm năm đại môn được tôn tiểu không giả vờ như hòa sự lão dáng vẻ nói ra dương tiễn vừa nghe tâm lý dây lát ở giữa liền nổi nóng nhìn xem ngươi nói chuyện dáng vẻ ta kém chút cho là ngươi là tại thế ta nói chuyện ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ nói thật dương tiễn chỗ nào không biết mình là bị tôn tiểu không đâm thọc nhưng là dương tiễn không có biện pháp a à, lời là chính mình nói bức cũng là chính mình trang chính mình trang chứa nước mắt cũng muốn kháng trụ ngọc đế nghe tôn tiểu không cũng là im lặng thầm nghĩ cái này chết hầu tử quá khí người chúng tiên mặc dù không biết rõ tình huống gì nhưng là rất rõ ràng một mắt liền có thể nhìn ra được trước mặt việc này cùng tôn tiểu không thoát không được quan hệ vương mẫu nghe tôn tiểu không nhìn tôn tiểu không một mắt tự hồ là có chút bất mãn tôn tiểu không xen vào theo sau nhìn xem ngọc đế hỏi bệ hạ ngươi cảm thấy thế nào ngọc đế cho mày minh bạch cái này vương mẫu là chuẩn bị dùng tôn tiểu không lời nói làm có thể là ngọc đế rất khó khăn a à. trước mặt việc này là thật là dương tiễn đuối lý như là người ngoài tìm tới ngọc đế có thể che chở một lần nhưng là vương mẫu tự mình tìm tới ngọc đế thật đúng là không dễ chơi nghĩ nghĩ Ngọc Đế nói, kia liền. Tạm thời như thế đi. Nói dứt lời, Ngọc Đế cho Dương Tiễn một ánh mắt, ý là, đừng xúc động, liền này hai ngày sự tình. Tôn Tiểu không thấy thế, lại mở miệng nói ra, nương nương, bệ hạ, đã là giáo huấn, kia thế gian nha dịch bên trong, có người phạm sai lầm, chính là cuộc 50 đại bản. Theo ta nhìn, Dương Tiễn, sinh tiền, cũng là người thể diện, chúng ta cho hắn đối nửa trảm, đánh 25 đại bản được. Nga đúng, ta có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả, cái này công việc ta có thể một người giải quyết, ta còn tự mang côn. Kim côn một côn đều có, có thể tùy ý Dương Tiễn tuyển trạch một cái hắn thích kiểu dáng. Dương Tiễn hiện tại thật là phục, hắn hiện tại hận tôn tiểu không, so hận vương mẫu đều nghiêm trọng. Thầm nghĩ, người hai ngày trước còn tốt đại ca, Dương đại ca, ta muội hiện tại thế mà hướng chết hố. Ngọc Đế cũng là một mặt im lặng nhìn xem tôn tiểu không, thầm nghĩ, ngươi nha thể hiện rõ liền là muốn mượn cơ hội này giáo huấn dương tiễn vương mẫu nhìn một chút tôn tiểu không khẽ gật đầu nói bệ hạ ngươi cảm thấy thế nào rất rõ ràng vương mẫu lại đồng ý ngọc đế nhíu mày nhìn một chút dương tiễn lại nhìn một chút tôn tiểu không rầu rĩ nói muốn không liền liền này quyết định đúng sao bệ hạ thật là nhân từ a tư pháp thiên thần dương tiễn ngươi cố tình vi phạm còn không mau mau qua đến đền tội. Tôn Tiểu không giả vờ như một mặt chính nghĩa nói. Bệ hạ thánh minh. Vương Mẫu cũng là trực tiếp mở miệng nói một câu. Tràng thường, người nào nhìn không ra, Ngọc Đế là chuẩn bị nói, muốn không coi như hết lần này tới lần khác bây giờ bị Tôn Tiểu không cùng Vương Mẫu lời nói cho nghẹn chết. Dương Tiễn đi đến Tôn Tiểu không bên cạnh, cắn răng thầm nói, chết hầu tử, ngươi thật muốn làm như vậy. Tôn Tiểu không tâm lý nén cười, sắc mặt lãnh khóc nói, nằm xuống. Dương Tiễn cũng là vô cùng tức giận, nhìn nhìn Tôn Tiểu Không, sắc mặt kiên định nói, muốn đánh ngươi liền này đánh, ta Dương Tiễn ra một cái âm thanh, cũng không phải là hảo hán. Bành Tôn Tiểu Không nơi nào sẽ cho hắn trang bức cơ hội, trực tiếp một gậy liền quất vào Dương Tiễn trên mông. Cái này gia hỏa, một gậy liền cho Dương Tiễn đánh kém chút ném cái ngã gục. Ngoạ tào Chết hầu tử ngươi nói thật. Dương Tiễn bị Tôn Tiểu không một kim cô bỗng đánh đau rác, quay đầu nhìn xem Tôn Tiểu không phẫn nộ nói ra. Đây cũng chính là Dương Tiễn nhục thân cường đại, như là người khác, một côn này phía dưới trực tiếp liền làm thổ huyết. Tôn Tiểu không chững chạc đàng hoàng nói ra, cái này không nói nhảm nha, ta như là không đến thật, đây không phải là đang đùa bẩn vương mẫu nương nương cùng ngọc đế sao. Cái rắm cổ vẽn lên qua đến, còn có 24 côn. Nga đúng, muốn không ngươi tuyển trạch một lần cái này tiểu một côn. Nói thật, Tôn Tiểu không hiện tại cũng rất khó chịu, nén cười nghẹn không được. Tích. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng mà phản sáo lộ vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Đến chậm phản sáo lộ thành công, thu hoạch được kim đang ít 50. Tôn Tiểu không nghe hệ thống tăng lên, càng vui. Ôi ta đi. Tâm lý càng là vui thích a. À. Lần này, Tôn Tiểu không triệt để nhịn không được vui sướng trong lòng, tà ác nở nụ cười. Hắc hắc. Dương Tiễn nghe Tôn Tiểu Không, càng là khó chịu. Tiểu thất bảo diệu thụ hắn thế nào hội không biết, cái đồ chơi này hút, có thể là so kim cô bổng còn ngoan. Tại nhìn Tôn Tiểu Không cười bộ dáng kia, lông tơ đều muốn lên đến. Tôn Tiểu Không nhìn Dương Tiễn thế mà không phối hợp, trực tiếp cầm kim cô bổng, hắc hắc cười đi tới. Địch không động, ta động. Thế là, Tôn Tiểu Không lại là một gậy hướng Dương Tiễn trên mông quốc tới. Ầm. Uhm, lúc này Dương Tiễn thế mà cầm tam tiên lưỡng nhận đao cản một lần. Công Tiểu không sững sờ, cả giận nói, nuôi chó, ngươi cũng dám chống lại vương mẫu nương nương cùng ngọc đế ý chỉ. Hòa tào, lão tử đánh đang sản khoái, ngươi lại dám phản kháng. Vương mẫu gặp này nhướng mày nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phục? Hoặc là nói, ngươi là chuẩn bị để bản tọa tự mình động thủ. Dương Tiễn nghe vương mẫu, sầm mặt lại liền chuẩn bị cùng nàng làm lên tới ma đảng đại không tiếp tục về quán gian khẩu đi tư pháp thiên thần lão tử mặc kệ bất quá tôn tiểu không tiến đến dương tiễn bên tai nhỏ giọng nói đừng xúc động đằng sau ta nhẹ nhàng liền là yên tâm đi ta hai người quan hệ không có mau bệnh ta đi ngươi đại gia dương tiễn không nghe cái này còn tốt vừa nghe cái này lời nói cũng nhịn không được nghĩ trở mặt còn không phải đều đặt mã là ngươi hại ta muốn ta nói như là đã đánh một cái dương tiễn cũng biết sai vậy coi như đi ngọc đế mở miệng nói ra tôn tiểu không nghe ngọc đế vội vàng mở miệng nói bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh a ngươi làm đến tam giới chi chủ sao có thể lật lọng đâu bành không phải sao đang nói chuyện tôn tiểu không thừa dịp đám người không chú ý lại là một gậy ngã tại dương tiễn trên mông mặc dù một côn này so vừa rồi nhẹ không ít nhưng vẫn là đánh dương tiễn nhịn không được hút một khí lạnh. Cái này gia hỏa, tất cả lăng tiêu bảo địa người đều sửng sốt. Người mẹ nó là sợ đánh không đến A. À. Dương tiễn nhìn tôn tiểu không ánh mắt, hận không thể ăn tôn tiểu không. Ai? Tính một cái, ta đằng sau nhẹ nhàng đánh một lần, chúng ta ý tứ ý tứ được. Tôn tiểu không gặp tràng thượng người đều nhìn chính mình, giả vờ như thỏa hiệp nói. Dương tiễn âm mặt cũng không nói chuyện. Ngọc Đế cùng vương mẫu cũng không nói chuyện. Sau đó Tôn Tiểu không liền từ gắng sức, đánh nhẹ một lần. Khoan hãy nói, Tôn Tiểu không tự hồ thật đúng là thỏa hiệp. Thế là Tôn Tiểu không một bên nhẹ nhàng đánh, vừa đếm, 4 5 6 7, 17, 18, 19, 20, 11, 12. Họa Tào. Một nhóm người chính nghe đây, đột nhiên cảm giác không đúng. Không kịp chờ đám người nói cái gì, Tôn Tiểu không giả vờ như một mặt lúng túng nói, có lỗi a, à, thua sai. Chúng ta từ 23 bắt đầu tiếp tục ha. 23. Nói dứt lời, đám người vẫn chờ 24, 25 thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Bành. Mà Dương Tiễn thân ảnh, như là cổ sao chổi, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Đa, à, thật là có lỗi với, chỉ lo đếm xem, không có khống chế tốt lực đạo, ai kia muốn không một côn này để hai côn được. Tôn tiểu không một mặt ấy nấy nhìn xem Ngọc Đế cùng Vương Mẫu hỏi. Ngươi đại gia. Hiện tại không chỉ là Ngọc Đế, cái khác một nhóm tiên đều nhìn không được. Quá khi dễ người A. À. Bất quá, hắn nhóm cũng là nội tâm thất kinh, tôn tiểu không kẻ này thật âm. Ngọc Đế sắc mặt bình thản gật đầu nói, kia liền như thế đi, Thái Bạch Kim tinh ngươi trực tiếp đi thông tri dương tiễn đến trong coi nam thiên môn đi. Nói chuyện, Ngọc Đế tại từ bàn của mình phía sau, lặng lẽ kín đáo đưa cho Thái Bạch Kim Tinh một ít đồ vật. Ý kia, Thái Bạch Kim Tinh dây hiểu, tiếp nhận đồ vật trực tiếp liền rời đi lăng tiêu bảo điện. Người ngoài không nhìn thấy, Vương Mẫu tự nhiên là có thể thấy được. Bất quá Vương Mẫu đối với cái này cũng không nói gì thêm. Dương Tiễn, ta mẹ nó thế mà dùng loại phương thức này cầm tới tiền lương của ta. Dương Tiễn trông coi nam thiên môn. Tứ đại thiên vương lẫn nhau nhìn nhìn, cũng hướng nam thiên môn đi đi bốn người thầm nghĩ lại là một cái cướp bát cơm giải quyết dương tiễn về sau tôn tiểu không đưa ánh mắt thả tại na tra thân bên trên do dự một chút tôn tiểu không đi qua đưa tay nhéo nhéo na tra xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn na tra đều khí nổ chỉ bất quá na tra cũng không ngốc thù này nàng quyết định trước cho tôn tiểu không ghi nhớ bằng không hiện tại trở mặt bảo không chuẩn kẻ này muốn đối vương mẫu cáo chính mình hình dáng. Tôn Tiểu không liền là đoán được cái này một điểm, cho nên rất làm càng. Tại na tra má trái bóp xong, lại bóp má phải, tâm lý thoải mái một nhóm. Cái này tiểu làn da thật non thật trơn, đều có thể bấm ra thủy tới. Thật nghĩ, bẹp, hôn một cái. Lý tỉnh gặp một màn này, trong lòng cũng là nhất kinh, hắn cũng đoán được, chỉ sợ dương tiễn làm sự tình, na tra cũng tham dự lý tĩnh nghĩ rõ ràng về sau trong lòng cũng là thẳng mắng na tra thiếu thông minh trước mắt sự tình may mắn là dương tiễn xảy ra vấn đề nếu là na tra đây không phải là một dạng đến không may sau đó vương mẫu cũng không có tại đề na tra trộn đào sự tình nói cho cùng những sự tình này vương mẫu đều biết nàng sinh khí cũng là bởi vì dương tiễn cầm đào cho chó ăn cảm giác cái này quá phận tất cả tại một lát sau về sau vương mẫu cũng trực tiếp về giao trì mà tôn tiểu không cũng hanh lấy tiểu khúc hướng bên ngoài đi tới tâm lý miễn bàn có mang nhiều kình ai hài lòng chiên trống gõ ra mỗi năm vui mừng đẹp mắt vũ đạo đưa tới mỗi ngày vui mừng hôm nay là ngày tháng tốt nghĩ thầm sự tình đều có thể thành tương lai lại là ngày tốt lành thiên kim thời gian không thể chờ chúng tiên cùng ngọc đế nhóm nghe lấy tôn tiểu không vui thích ngâm nga bài hát hận không thể đi lên đánh hắn hai cước thực tại là quá đắc ý còn ngày tốt lành. Còn nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Người nha mỗi ngày đầu bên trong nghĩ liền là đánh dương tiễn cái rắm cổ, bóp na tra mặt sự tình. Bất quá, bây giờ đối tôn tiểu không tới nói đúng là ngày tháng tốt, thoải mái bay lên. Trước tiên kim đang 50 cái, sau đó còn đánh dương tiễn một lần vui thích, sau cùng nhéo nhéo na tra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Thoải mái một nhóm A. Cái này gia hỏa, ngọc đế liền khó chịu quan âm cũng khó chịu thái bạch kim tinh cũng sầu na tra càng khó chịu hơn bởi vì na tra trực tiếp liền bị lý tĩnh gọi trở về đến một trận miệng phun hương thơm mắng na tra đều muốn nhìn cùng hắn trở mặt trời nhà trốn đi ngọc đế tẩm cung ba người lúc này có thể là mười phần im lặng a à. hắn nhóm thế nào cũng không nghĩ tới tôn tiểu không không hiểu thấu cùng vương mẫu cáo dương tiễn hình không chỉ đánh dương tiễn một lần còn đem dương tiễn làm đến nam thiên môn nhìn đại môn đi tiểu bạch a chúng ta hiện tại có thể là cái gì kế hoạch đều không có đoán chừng là muốn bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ thái bạch kim tinh nhìn nhìn ngọc đế nhìn nhìn quan âm nội tâm mười phần bất đắc dĩ nói thật thái bạch kim tinh cái này ý đồ xấu làm người nào tự hồ thật đúng là không có làm bất động từ đánh đụng tới tôn tiểu không kia có thể là không có một lần cơ hội được như ý cho dù là đạt được đó cũng là cứng da đầu vung nồi. Một câu. Đã sinh tinh, thế nào sinh không? Bệ hạ, ta hiện tại cảm giác rất vô lực, cái này Tôn tiểu không thực tại là khó đối phó. Người nói hắn làm sự tình phi, thường nhân như thế cũng liền thôi, mấu chốt là. Hắn còn không biết xấu hổ a, à, chuyện gì đều làm được. Không muốn mặc cũng liền thôi, hắn còn phi thường thông minh, phi thường thông minh cũng được, hắn có thể diễn ta là thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Nói dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu thở dài. Thái Bạch Kim Tinh ngồi sổng xuống viện cái trán thầm nghĩ, ta quá khó. Vậy làm sao bây giờ? Thật đúng là để hắn liền này trông coi cái này bàn đào vườn. Ngọc Đế cũng là im lặng, nói cho cùng quan âm một mực tại cái này một bên giám sát, ngươi không làm một ít chuyện làm, kia đằng sau làm sao có ý tứ hỏi nhân gia đòi tiền. Nói thật, Ngọc Đế còn là mang trượng nghĩa, chính hắn chắc chắn sẽ không thiếu tiền a à, làm như thế còn là muốn cho thủ hạ những này người làm điểm phúc lợi khi liền suy nghĩ nghĩ thái bạch kim tinh bất đắc dĩ nói quan âm ở một bên cũng không nói gì nàng cũng không có cái gì ý kiến hay tôn tiểu không khó đối phó nàng so ngọc đế cùng thái bạch kim tinh biết đến đều sớm hơn nửa ngày sau cự linh thần xông tới gọi nói bệ hạ bệ hạ không tốt đánh lên đánh lên. Ngọc đế ba người sắc mặt vui mừng. Cái gì? Công tiểu không cùng dương tiễn đánh lên rồi. Khi thật là quá tốt, phá hư đồ vật nhiều hay không? Cự linh thần vội vàng lắc đầu nói, không. Không phải. Là dương tiễn cùng ma gia bốn huynh đệ đánh lên. Ngọc đế vừa nghe, dây lát ở giữa liền mộng. Cái gì ngoạn ý? Quan âm cùng thái bạch kim tinh cũng là một mặt mê man cự linh thần ổn một hạ giải thích nói dương tiễn không phải đi nam thiên môn nha sau đó tứ đại thiên vương cũng đi vốn là hình như là tứ đại thiên vương chuẩn bị khuyên nhủ dương tiễn nhưng là không biết rõ thế nào liền nói đến dương tiễn chỗ đau dương tiễn vốn là tại nỗi nóng lúc này liền là một chọi bốn đem tứ đại thiên vương lại đánh cái mặt mũi bầm dập nói dứt lời cự linh thần cũng là sửng sốt thầm nghĩ ta vì sao muốn nói lại đâu Ngọc Đế ba người cũng là một mặt im lặng nhìn xem Cự Linh Thần, thầm nghĩ, ngươi vì sao muốn nói lại đâu? Tiểu Bạch, ngươi nhanh đi một chuyến, ngăn cản ngăn cản, muốn không được. Trước hết để Dương Tiễn về quán gian khẩu nghỉ ngơi một chút, các loại khí xuống đến, tại trở về. Vâng. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, hướng thẳng đến Nam Thiên Môn bay đi. Lại nói, tứ đại thiên vương kia là có chút khó chịu a. À? Vốn là hắn nhóm là mang hảo ý, nghĩ khuyên vài câu nhưng là nói nói liền đem sự tình nói đến năm đó những sự tình kia bên trên cũng chính là dương tiễn chỗ đau sau đó dương tiễn vốn là vô cùng tức giận cái này bốn cái hàng có cái này nhất lên những cái kia chuyện thương tâm dương tiễn lúc này hướng về bốn người liền là đánh một trận a tứ đại thiên vương ta nhóm quá khó nam thiên môn tại thái bạch kim tinh đuổi tới thời điểm chiến đấu đã kết thúc dương tiễn cao lãnh dựa vào trụ tử phản phất mọi chuyện không có quan hệ gì với hắn. Mà tứ đại thiên vương thì là đứng tại một căn khác cây cột lớn bên cạnh, một cái cái mặt đều mang theo máu ứ động. Rất rõ ràng, dương tiễn giống như tôn tiểu không, cũng là cứng dùng nắm đấm nện mặt. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh đến đây, cũng không muốn nói nhiều người nào sai người nào đúng, cũng không có cái gì ý nghĩa. Xoắn suýt hạ, Thái Bạch Kim Tinh đi đến dương tiễn bên cạnh nói, tâm tình không tốt trước hết ra ngoài chuyển chuyển, muộn mấy ngày trở lại. Qua không được bao lâu, kia hầu tử ngược về sau, mặc cho ngươi ra khí. Tôn tiểu không, chờ ta ngược. Chờ ta ngược ngươi phỏng chừng liền đánh không lại ta ha ha. Dương tiễn nghe lấy thái bạch kim tinh, nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến hạ giới bay đi. Cái này sống mặc dù dương tiễn càng ủy khuất, nhưng là cũng đã được như nguyện cầm tới tiền lương. Tại Dương Tiễn đi về sau, tứ đại thiên vương trực tiếp liền vây lên Thái Bạch Kim Tinh tiểu bạch a ngươi nói huynh để chúng ta nhiều oan a lần trước là tôn tiểu không lúc này là dương tiễn dựa vào cái gì ta nhóm thái bạch kim tinh khoát tay một cái nói lần trước có thể nói quá đi lúc này sự tình ta nói các ngươi bốn cái không nhìn dương tiễn tức gần chết còn đi trêu chọc hắn làm cái gì tứ đại thiên vương thở dài khí từng cái mang trên mặt hối hận nói không phải chúng ta trêu chọc ta nhóm cũng là xuất phát từ hảo ý a đúng a à, ta nhóm liền là nghĩ khuyên hắn một chút thái bạch kim tinh nhìn một chút bốn người mở miệng nói cũng đừng nói ta lúc này đi cùng bệ hạ nói một chút nhìn nhìn có thể hay không cho lần trước sự tình giúp các ngươi tranh thủ điểm y dược bốn người lẫn nhau nhìn nhìn cũng là bất đắc dĩ thở dài a à. thế nào xui xẻo như vậy sự thật chứng minh nói nhiều là rất dễ dàng chịu đánh bàn đào vườn bên trong tôn tiểu không vui thích đều đi đến trong vườn không có người ngoài miệng còn tại hanh lấy ngày tốt lành về bàn đào vườn về sau tôn tiểu không một lần nữa mở cửa lúc này cũng không sợ có người đến trộm đào bất quá vừa mở cửa không lâu thất tiên nữ liền đến tôn tiểu không cũng là một mặt bất đắc dĩ nội tâm còn có chút xoắn suýt chính mình là muốn nhìn đến các nàng đâu còn là không muốn nhìn thấy các nàng đâu nhắc tới xinh đẹp tiên nữ ở trước mắt lắc Thế nào nói cũng là có thể qua xem qua nghiện. Chỉ bất quá, các nàng đến luôn hái đào tử, cái này có điểm khí người. Tôn Tiểu Không, ngươi còn biết mở cửa a. Ta đều chụp hai thiên môn, ngươi đều không mở. Nếu không phải tìm vương mẫu nương nương, chỉ sợ ngươi còn chuẩn bị ở bên trong ở lại mấy trăm năm. Cái này thất tiên nữ xem xét Tôn Tiểu Không, liền một mặt u oán nói. Không biết đến còn nhận là chuyện ra sao đâu. Tôn Tiểu không nhìn nhìn ghi chép, sau đó tiến đến Tử Nhi bên cạnh nói: Làm gì? Hai ngày không gặp, có phải là nghỉ ca ca rồi? Phi miệng lưỡi trơn tru, Tử Nhi liếc Tôn Tiểu không một mắt, vội vàng chạy đi. Tôn Tiểu không cười cười nói: Ngươi nhóm bây giờ lại là đến hái đào sao? Muốn không, chúng ta bây giờ đừng hái đào, ta cho ngươi nhóm nói cái cố sự a. À? Mấy người vừa nghe, từng cái sắc mặt tò mò nhìn Tôn Tiểu không. Cái gì cố sự? Ngươi trừ hội múa mép khu môi, còn hội nói cố sự sao? Ta nhóm vậy mới không tin đâu. Tôn Tiểu không hướng về mấy người vẫy tay nói, ta cái này không chỉ có là cố sự, còn là chuyện cổ tích đâu. Chuyện cổ tích biết rõ là cái gì không, vậy thì tương đương với. Mỹ Hảo. Nói dứt lời, Tôn Tiểu không liền bắt đầu chững chạc đàng hoàng nói. Lúc trước, có một cái nữ nhi quốc, nữ nhi quốc quốc vương có một cái anh tuấn soái khí nhi tử cũng chính là gọi bạch mã vương tử. Có một ngày nữ vương cưới một vị vương hậu là một cái tiểu bạch kiểm nữ vương này hậu cung tuấn nam ba ngàn lại độc sủng tiểu bạch kiểm một người tiểu bạch kiểm nắm giữ một cái có ma pháp ma kính. Có một ngày tiểu bạch kiểm liền hỏi ma kính ma kính a à, ma kính ta có phải hay không đẹp trai nhất nam nhân? Ma kính quay lại nói công kính vương phi đẹp trai nhất nam nhân là bạch mã vương tử không phải ngươi cái này vương phi liền nộ thế là thiết kế hại bạch mã vương tử sau cùng bạch mã vương tử cùng trong rừng rậm bảy cái xinh đẹp tiểu công chúa hạnh phúc sinh hoạt tại cùng một chỗ nói chuyện tôn tiểu không nhìn xem nghe cố sự si mê thất tiên nữ nói ra có phải là cảm giác cố sự này cùng chúng ta rất giống a à? bảy người nghĩ nghĩ hơi nghi hoặc một chút nói giống chứ ngươi cũng không có cưỡi ngựa trắng a, à. ta nhóm cũng không được xâm lâm a, à. tôn tiểu không nói ra thế nào không giống, liền giống bây giờ ta giống như các ngươi, ta anh tuấn soái khí, ngươi nhóm lại là xinh đẹp bảy cái tiểu công chúa, ha ha, bảy người nghe lấy tôn tiểu không không khỏi vui vẻ lên, Ngươi người này nói không ngại xấu hổ, Khi có chính mình nói mình đẹp mắt, tôn tiểu không cũng không để ý tới bảy người nói cái gì nghĩ nghĩ dù sao nhàn đến vô sự. Thế là mở miệng nói, chúng ta bây giờ cũng đừng hái đào, tại chơi cái trò chơi thế nào. Cái này trò chơi tên là, đoán đoán ta là ai. Bảy người nghe lấy tôn tiểu không, lẫn nhau nhìn nhìn, có chút mê mang. Là cái này dạng, chúng ta tám người, sau đó chọn một người, bịt kín con mắt của nàng, để nàng bốn phía bắt người, sau cùng bắt đến người về sau, đem người đoán được coi như thắng. Tôn tiểu không còn nói thêm. Nga, cái này ta nhóm hội chơi a à? Đúng, ta nhóm rất sớm đã chơi qua. Chỉ bất quá, trước từ người nào bắt đầu. Tôn Tiểu không giả vờ như một bản chính đạo, kia, đã các ngươi hội chơi, cũng đừng trách ta khi dễ ngươi nhóm, liền để ta tới trước đi. Nói chuyện, Tôn Tiểu không tâm lý sản bạo. Tại Tôn Tiểu không dùng bố bịt mắt về sau, liền chững chạc đàng hoàng nói ra, hiện tại bắt đầu, không có khả năng chạy quá xa cái này trò chơi đến từ lịch đại các vị hôn quân không sai liền là ngươi thường xuyên nhìn trên tivi loại kia đại vương ta ở chỗ này đây hoàng thượng mau tới bắt ta a à. nói thật tôn tiểu không chơi kia là gọi một cái hài lòng a à. ngay từ đầu đầu tiên là giả vờ như che mắt không dễ đi ngây ngốc dáng vẻ sau đó đột nhiên một hạ dời đến liền hướng thanh nhi nhào tới cái này gia hỏa hai người cùng một chỗ té ngã trên đất tôn tiểu không trực tiếp liền ghé vào trên người đối phương sau đó miệng còn thân đến trên mặt đất không sai ngươi không có nhìn lầm liền là trên mặt đất phim truyền hình sáo lộ là một ném ngược lại liền hôn môi cái này là không sai chỉ bất quá tôn tiểu không hiển nhiên còn chưa vừa lòng với đó nếu như bây giờ liền chơi cái này sáo lộ khi cái này trò chơi vừa mới bắt đầu chiếm một hạ tiện nghi liền không có mà thân đến trên mặt đất hội để mấy người cảm thấy tôn tiểu không ngây ngốc, rất vui, sau đó liền có thể càng vui vẻ hơn chơi đùa. Chỉ thấy tôn tiểu không tại đem thanh nhi bổ nhào về sau, giả vờ như có chút bối rối nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ha ha! Hì hì! Trái lại mấy người kia, không ai sinh khí, còn một cái cái cười thập phần vui vẻ. Cho dù là bị tôn tiểu không bổ nhào thanh nhi, cũng chính là vừa ngã sấp xuống kia một hạ, có chút khí, hiện tại xem xét tôn tiểu không đần bộ dáng cũng bắt đầu nở nụ cười bàn đào vườn bên trong tôn tiểu không cùng bảy người chơi phi thường hài lòng có ngay từ đầu sáo lộ về sau tôn tiểu không từ ngây ngốc bắt đầu biến đến thông minh lên xuất thủ hết sức nhanh chóng nghe tới chỗ nào có âm thanh trực tiếp liền xông đi lên ôm lấy sau đó đoán danh tự lúc còn cố ý đoán sai tôn tiểu không sáo lộ đồ nghịch sâu cho dù là bảy người bị Tôn Tiểu không chiếm tiện nghi, sau đó Tôn Tiểu không còn khoe mẻ ngoan, nạp lăng giả ngu, chọc cho mấy người cười ha ha. Không phải sao, Tôn Tiểu không một bên chơi lấy nghe âm thanh mà biết vị trí, một bên tâm lý vui thích nghĩ, cái này tuyệt đối là chính mình kiếp trước kiếp này cộng lại nhân sinh đỉnh phong A. Chính nghĩ, Tôn Tiểu không phát giác được có người sau lưng, trực tiếp tấp tốc quay người liền ôm đi lên. Ha ha ha. Nghe lấy thanh âm của đối phương, tôn tiểu không biết rõ cái này là lam nhi sau đó tôn tiểu không nói ra ngươi là là tử nhi a à. ha ha đoán sai lam nhi cười một tiếng vội vàng từ tôn tiểu không trong ngực tránh thoát ra đến tâm lý còn hài lòng nghĩ cái này tôn tiểu không quá đần một lần đều đoán không đúng chơi thật vui tích sáu lộ tiểu cô nương thành công sống được đến kim đang ít năm có lời nói sáo lộ đủ, ống thịt đủ. Nói thật, công tiểu không liền thích cùng những này long cung công chúa, thiên đình công chúa những này công chúa muội tử chơi. Bởi vì những này các muội tử, các nàng xuất thân cao quý, không có trải qua cái gì sáo lộ, phần lớn đều là từ nhỏ chưa ăn qua cái gì thua thiệt, một điểm không biết rõ cái gì là trời tối đường trơn, nhân tâm phức tạp. Đơn thuần vô cùng. Công tiểu không là chơi này a à. Chỉ bất quá, chơi lấy chơi lấy, Tôn Tiểu không đột nhiên nghe đến mấy người không cười, sau đó. Đằng sau lại truyền tới một trận tiếng bước chân. Tôn Tiểu không lúc này xoay người lần nữa ôm một cái. Cái này một hạ, Tôn Tiểu không hít mạnh hai cái, cảm giác có chút không đúng. Cùng thất tiên nữ thân bên trên mùi thơm không giống, cái này thất tiên nữ Tôn Tiểu không đều ôm xong, mỗi người thân bên trên mùi thơm, vừa nghe liền có thể nghe ra đến. Tôn Tiểu không tại tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ đây là nơi nào lại tới một cái muội tử lặng lẽ gia nhập trò chơi nhưng mà lúc này thất tiên nữ không phải không cười mà là bởi vì vương mẫu nương nương đến tôn tiểu không lần này bắt được người liền là vương mẫu cái này gia hỏa bảy người đứng ở một bên nhìn xem tôn tiểu không ôm lấy vương mẫu con mắt đều nhìn ngốc để ta hảo hảo đoán đoán ngươi là lớn gan vương mẫu sầm mặt lại thân bên trên pháp lực trực tiếp đem tôn tiểu không cho đẩy lui tôn tiểu không cũng là lấy lại tinh thần đem che mắt đồ vật lấy ra xem xét dây lát ở giữa sửng sốt cái này gia hỏa nguyên bản tôn tiểu không là muốn ăn chút ít thịt nướng không ngờ rằng thế mà không hiểu thấu đem thịt thiên nga cũng cho ăn ta không nói trước trước mắt sự tình ta trước nói một chút ngọc đế tẩm cung bên trong thái bạch kim tinh lúc này thái bạch kim tinh mặt trên có một cái hồng hồng bàn tay thô ấn không có ngoài ý muốn, cái này bàn tay là Ngọc Đế vòng, Ngọc Đế nhìn xem chính mình bảy cái nữ nhi, bị tôn tiểu không toàn bộ chiếm một bên tiện nghi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, bàn tay đến phiên Thái Bạch Kim Tinh mặt bên trên. Đều ngươi ra tao chủ ý. Thái Bạch Kim Tinh hiện tại hết sức khó chịu a à? Hắn không nghĩ tới, tôn tiểu không thế mà là cái này một cái hàng, thế mà lừa gạt sáu lộ tiểu cô nương, còn chiếm nhân gia tiện nghi. Còn mẹ nó một lần bảy cái quan âm cũng là lắc đầu tôn tiểu không bộ này đức hạnh nàng đã không phải là lần thứ nhất gặp là lần thứ ba lần đầu tiên là ngao tiểu manh lần thứ hai là chính mình cái này là lần thứ ba linh sơn bên trên như lai trong lòng cũng là nhổ nước bọt ngươi đại gia lão tử vì ngươi sự tình buồn một đầu phiền phức ngươi thế mà chơi cái này này ngươi có phải hay không là cái người a bàn đào vườn bên trong tôn tiểu không nhìn xem vương mẫu sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra gặp qua vương mẫu nương nương ta cùng hồng nhi các nàng là vì bàn đào vườn xua đuổi tặc tử một thời gian cao hứng liền chơi tiếp nếu như nương nương muốn trách tội kia liền phạt một mình ta tốt là ta cưỡng bách các nàng chơi cái này gia hỏa tôn tiểu không trực tiếp liền hổ khu chấn động dùng đại nam tử phong phạm đem sự tình toàn bộ khiên xuống dưới một bên bảy người nhìn xem tôn tiểu không sắc mặt đều bị cảm động vương mẫu nhìn xem tôn tiểu không trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thầm nghĩ cái này tôn tiểu không còn không tính kia hỗn a à. ngươi cái này đầu khỉ thực tại là ngang bướng hồng nhi các nàng là thiên kim thân thể há có thể cho phép ngươi nói tới chỗ này vương mẫu cũng cảm giác không biết rõ thế nào nói nói cho cùng nàng vừa rồi cũng trúng chiêu niệm tình ngươi mới được nhân thân lễ số không biết về sau phải nhớ kỹ Nam nữ thụ thụ bất thân. Vương mẫu nói dứt lời, lại đem ánh mắt thả tại Hồng Nhi bảy người thân bên trên nói, mấy người các ngươi, cái này đại người, nhưng vẫn là tiểu nhi tâm tính ngu dốt không chịu nổi. Tôn tiểu không cùng bảy người liếc nhau, sau đó cũng không nói cái gì. Mà Tôn tiểu không trong lòng cũng là đối Vương mẫu có chút bất mãn, thầm nghĩ, người nhà tại gia nhàn không có việc gì, tìm ta bàn đào vườn làm gì. Vương mẫu, ngươi nói người nào bàn đào vườn? nương nương dạy phải. Hồng Nhi bảy người nghe lấy vương mẫu, ngay ngắn gật đầu hồi ứng. Về lấy lời không nói, bảy người còn ngay ngắn cho Tôn Tiểu không đến một cái xem thường. Cái này gia hỏa, Tôn Tiểu không cũng nhịn không được muốn một chân đem vương mẫu đạp ra ngoài, tại cái này chậm trễ sự tình. Theo vương mẫu phê bình xong mấy người về sau, mở miệng nói, Tôn Tiểu không ngươi phía trước trong coi bàn đào vườn cũng coi là có công lao, bản tọa cho phép ngươi tự mình hái năm cái bàn đào dùng ăn nói dứt lời vương mẫu cũng không tại nhiều lưu mắt nhìn hồng nhi bảy người liền quay người rời đi bảy người cũng trực tiếp cùng lấy vương mẫu đi lưu lại tôn tiểu không một người đối mặt với trống rỗng bàn đào vườn tôn tiểu không gãi gãi đầu quay người liền nằm tu luyện đi cái này gia hỏa bây giờ tâm tình càng là vui thích a à. ngọc đế tẩm cung phía trước nhìn đến vương mẫu đi ngọc đế mới thở vào nhẹ nhõm cũng đem hình chiếu thần thông đóng lại cái này gia hỏa, Ngọc Đế thật đúng là sợ chính mình thất khỏa rau xanh bị tôn tiểu không cho ủi. Sau đó không lâu. Tại vương mẫu rời đi về sau, ba người lại lại bắt đầu lại từ đầu chầm chầm lên tôn tiểu không. Mặc dù bọn hắn cảm thấy tôn tiểu không sẽ không trộn đào, nhưng là vẫn muốn nhìn. Ngọc Đế quay đầu mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh nói. Tiểu Bạch A, ta nói ngươi về sau làm cái gì thời điểm, có thể hay không suy nghĩ một chút qua, không cần luôn dùng đạt đến mục đích vì chủ liền giống cực mã lần kia đồng dạng, mặc dù mục đích là đạt đến, nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút kia giao nhận ra đại giới có phải là có chút không có lời. Còn có lần này, cái gì mục đích không có đạt đến, ngươi an bài thật tốt, đem ta bảy cái nữ nhi đều đẩy hố lửa bên trong. Thái Bạch Kim Tinh nhìn nhìn Ngọc Đế, tâm lý ủy khuất A, chiếu ngươi nói cái này dạng, vậy sau này có thể ra cái rắm mưu ma trước quỷ A. Có bỏ có được, ngươi một điểm bản đều không xuống, còn nghĩ sáo lộ người khác. Không tốn tiền còn nghĩ bạch sản, thế nào khả năng? Tôn tiểu không, Thái Bạch lão ca tốt giác ngộ, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói a. Chỉ bất quá, Thái Bạch Kim Tinh nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng còn là đáp ứng nói, ta biết rõ, cái này dạng có thể dùng biện pháp cũng rất ít. Thái Bạch Kim Tinh lúc này đã quyết định. Người nhóm thích thế nào làm thế nào làm, sau này mình là không đối Tôn tiểu không kẻ này ra sáo lộ. Đã xin tin, thế nào xin không? thái bạch kim tinh cảm giác tôn tiểu không là khắc tinh của mình rõ ràng nhất chính là vừa rồi chịu kia một bàn tay này thời gian ngán một cái liền đến ba ngày sau lúc này tôn tiểu không tu vi đã tới bình cảnh tôn tiểu không có nắm chắc tại bàn đào hội phía trước tuyệt đối có thể đi đến thái ất kim tiên đến thời điểm trên người mình tinh thần tế bào gia tăng tốc độ sẽ nhanh hơn không phải sao tôn tiểu không một liền tu luyện ba ngày liền chuẩn bị đập cái kim đan tại tiếp tục vừa đem thân bên trên kim đan lấy ra hai cái tôn tiểu không liền nhớ lại đến vương mẫu hứa hẹn năm cái đào vậy mình hiện tại là ăn không ăn đâu dù sao tôn tiểu không cảm giác đều là chính mình sớm ăn muộn ăn đều là giống nhau bất quá tại suy nghĩ một chút vẫn là phải ăn trước bên ngoài đặt vào trong túi kim đan lúc nào đều có thể ăn thế là tôn tiểu không trong sân chuyển nhắm vào hai cái đại đào tử một bên khác thái bạch kim tinh thụ mệnh tại nghĩ tân sáo lộ đột nhiên nhìn đến tôn tiểu không hái cái đào vội vàng nói bệ hạ nhanh phái người cầm cái này thạch hầu hắn biển thủ ngọc đế nghe lấy thái bạch kim tinh cũng là dây lát ở giữa sững sờ sau đó nhìn trong tấm hình tôn tiểu không một tay một cái đại bàn đào ăn lão có lực ha ha rốt cuộc chờ đến cơ hội nhanh đi tuyên thác tháp thiên vương na tra tứ đại thiên vương chờ thiên đình đại tướng đi tới bàn đào vườn đuổi bắt biển thủ yêu hầu cái này gia hỏa ngọc đế kích động a hoàng thiên không phụ hữu tâm tiên đợi lâu như vậy rốt cuộc chờ đến cơ hội quan âm cũng là gật đầu nói ta hiện tại đi thông tri dương tiễn nói dứt lời quan âm mặc mang tiếu dung tiêu thất tại ngọc đế tẩm cung vương mẫu tại hứa như tôn tiểu không bàn đào sự tình lúc ngọc đế sớm đã quan bế thần thông cho nên đối với chuyện này, Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh ba người thật đúng là không biết rõ. Bàn đào vườn bên trong. Tôn Tiểu không vừa ăn hai cái đại bàn đào, liền chuẩn bị tại Mỹ Mỹ tu luyện mấy ngày. Đột nhiên, bàn đào vườn một hạ tử dũng tiếng mấy chục đạo thân ảnh. Yêu Hầu, để mạng lại. Lớn gan yêu Hầu, ngươi dám biển thủ. Còn không mau mau đền tội nhận chu. Đột nhiên cái này một hạ tôn tiểu không ngay tại chỗ liền mộng bgm tiểu bằng hữu ngươi là có hay không có rất nhiều hỏi thăm bàn đào vườn cấm địa ai bảo ngươi nhóm xông loạn rất hiển nhiên ứng đối mười mấy cái thiên thần thiên đem tinh quân vây công tôn tiểu không có chút khẩn trương còn dám giảo biện ngươi cô phụ ngọc đế đối ngươi coi trọng yêu hầu ngươi vốn là mang tội chi thân ngọc đế ái tài một hai tha thứ ngươi cũng cho ngươi tiên tịch quan sai Ngươi lại làm ra như này bất nhân bất nghĩa sự tình tới Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao Đã ngươi kiệt ngạo bất tuần Cái kia chỉ có thể cầm ngươi hỏi tội Cái này gia hỏa Những tôn tiểu không tiểu nửa năm na tra Tứ đại thiên vương các loại Trực tiếp liền là một lần mảnh phung A Tôn tiểu không lúc này ngược lại là có chút lấy lại tinh thần Khả năng là chính mình vừa rồi ăn hai viên đào Bị đối phương phát hiện Sau đó liền bắt đầu kế hoạch của bọn hắn tôn tiểu không cũng không buồn bực thiên đình trên có không ít thần thông người càng là có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ cùng với những cái kia tu vi cao thâm người cho dù là bàn đào vườn không có người kia bàn đào vườn phát sinh sự tình đối phương hẳn là cũng hội biết rõ nghĩ tới đây tôn tiểu không liền mở miệng nói ra ta cái này bàn đào là vương mẫu chết hầu tử ta hôm nay liền phải đem ngươi cầm xuống nhìn đánh người tới chính là vừa tiếp đến quan âm truyền tin dương tiễn lại nói Dương Tiễn cái này đoạn thời gian tại gia ngẩn ngơ, tỉ mỉ cảm giác một hạ, cái này nữ nhân, so tôn tiểu không sự tình còn nhiều, còn phiền phức, khí người. Dứt khoát, Dương Tiễn trực tiếp liền chạy về thiên đình. Vừa cũng may Nam Thiên môn đụng tới quan âm, thế là, Dương Tiễn phát huy ra, từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất dết tới bàn đào vườn, sợ bỏ lỡ cơ hội. Không phải sao, Dương Tiễn không nói hai lời, trực tiếp vừa đến đã đánh. Tôn Tiểu không cũng không tiếp chiêu, trực tiếp liền là vội vàng lách mình né tránh. Bành Chỉ thấy Dương Tiễn nhất kích thế nào tại trên mặt đất, chung quanh dây lát ở giữa một trận lắc lư, gần sóng đem phụ cận bàn đào thụ đều cho thổi công. Có mấy cái bàn đào đều rớt xuống đất. Họa tàu Ngươi điên, tại bàn đào vườn động thủ, chờ lấy vương mẫu qua tới chém chết ngươi đi. Tôn Tiểu không nhìn xem Dương Tiễn cái này nhất kích, lực đạo cái này lớn, trong lòng cũng là im lặng từ này có thể thấy dương tiễn đối tôn tiểu không oán niệm có nhiều sâu chúng tiên thấy thế cũng là một mặt kinh ngạc nhìn dương tiễn hắn nhóm cũng muốn động thủ nhưng là đều nhìn xuống nói cho cùng nơi này là bàn đào vườn làm hỏng người nào bồi thường nổi bàn đào thụ cái đồ chơi này liền là cây rụng tiền a dương tiễn nghe lấy tôn tiểu không dây lát ở giữa cũng là nhướng mày cảm giác chính mình có chút lỗ mãn bất quá dương tiễn suy nghĩ một chút cũng không có việc gì nói cho cùng cái này sống chỉ cần cầm xuống tôn tiểu không hỏi tội công lao liền không nhỏ tôn tiểu không đừng nói nhảm là cái nam nhân liền cùng ta ra bàn đào vườn đánh một trận dương tiễn nhìn chằm chằm tôn tiểu không nói ra tôn tiểu không nhìn xem dương tiễn cùng chúng tiên cũng là vui mừng mà nói ta nghĩ các ngươi khả năng là hiểu lầm bàn đào kia là vương mẫu nương nương hứa cho ta năm cái không tin ngươi nhóm đại khái có thể đi thỉnh vương mẫu nương nương đến a họa tào nghe lấy tôn tiểu không chúng tiên dây lát ở giữa tâm lý nhất kinh dùng tôn tiểu không sắc mặt thái độ đến xem việc này chỉ sợ là thật sao bàn đào viên ngoại ngọc đế cùng quan âm ngay tại chỗ liền sửng sốt còn có việc này một thời gian không chờ ngọc đế nói cái gì quan âm lưu lại câu ta đi giao trì giải quyết ngươi nhóm tiếp tục nói dứt lời quan âm trực tiếp liền xuất phát giao trì ngọc đế vừa nghe quan âm cái này lời nói liền sửng sốt dùng quan âm ý tứ đến xem cái này sống lại muốn cứng vung nồi quản hắn có phải hay không vương mẫu hứa như làm liền xong liền là buộc hắn đại náo thiên cung liền là áp hắn ngủ chỉ sơn hạ chỉ bất quá ngọc đế suy nghĩ một chút như vậy tự hồ có điểm vi phạm ban đầu cái kia sáo lộ lý niệm đi nhìn đến quan âm là thật bị buộc cấp bất quá ngọc đế cũng lười quản dù sao đằng sau đều là linh sơn sự tình chính mình chỉ cần đem trước mặt những này kịch giết sạch vậy sau này mình liền mỗi ngày chờ lấy nhìn trực tiếp khen thưởng liền có thể chúng tiên nghe lấy tôn tiểu không lẫn nhau ở giữa nhìn nhìn tôn tiểu không ngươi nói miệng không bằng chứng đúng vương mẫu thế nào khả năng hứa cho ngươi năm cái bàn đào nàng vì sao không cho ta nhóm lại cho ngươi nguyên bản tôn tiểu không là không chuẩn bị cãi lại nhưng mà cái này lời nhất định phải dỗi bởi vì các ngươi xấu xí a à, người nhóm có ta hai phần mười soái cái kia cũng khả năng bị ban thưởng một cái bàn đào thao chúng tiên vừa nghe ngay tại chỗ liền không nhịn được muốn cầm vũ khí đều đến mức này ngươi kẻ này còn như thế phiêu Tràng diện yên tĩnh sau khi phía trước đi giao trì mời vương mẫu thiên tướng bay trở về đáp lời đến vương mẫu nương nương tiếp nhận quan âm đại sĩ mời đã đi tới Nam Hải làm khách. Ha ha ha! Tôn Tiểu không a à, Tôn Tiểu không, ngươi có phải hay không biết rõ Vương Mẫu Nương Nương không tại mới dám trộn đào. Bây giờ liền lấy ngươi đền tội, đừng muốn giảng cái gì Vương Mẫu Nương Nương. Đúng, có dám hay không ra bàn đào vườn cùng chúng ta chờ đánh một trận? Ni mã, cái này là sáo lộ sao? Tôn Tiểu không ngay tại chỗ liền mắt trợn tròn, tâm lý khó chịu a. À? mỗi một người đều không phải người a không phải người a sơ xuất mất kinh châu tôn tiểu không hiện tại có thể trải nghiệm lưu bị hối hận vào giờ phút này tôn tiểu không đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển rất rõ ràng trước mặt cục diện này mười phần bất lợi như là lúc này bị cái này bầy tư bắt được khi chính mình đại nhiệm vụ chỉ sợ cũng không dễ làm tự tại tôn tiểu không quyết định muốn hay không chạy trước đường thời điểm sự tình phát sinh chuyển biến Ngươi nhóm tất cả dừng tay. Ta nhóm có thể làm chứng là vương mẫu nương nương chính miệng hứa cho tôn tiểu không trông coi bàn đào vườn có công, có thể tự mình hái năm cái bàn đào dùng ăn. Đúng, ta nhóm đều có thể làm chứng, kia thiên ta nhóm đều tại chỗ. Hơn nữa, tôn tiểu không một mực rất tận tụy, từ không động qua một cái bàn đào. Lao ra vì tôn tiểu không làm chứng, chính là ngọc đế bảy cái nữ nhi, thất tiên nữ tỷ muội Gặp một màn này, Thái Bạch Kim Tinh não hải bên trong trực tiếp lại phiêu khởi bông tuyết. Hô hô hô. Hô 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 hô. Bông tuyết bồng bền. Gió bất rền vang. Thiên địa nhất phiến thương mang. Vào giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh, tâm tình đó đúng là không có cách nào hình dung, lúc này. Lạnh thấu A. Mà chúng tiên sắc mặt một hạ liền biến đến 10 phần nhất cả trứng. Cái này. Vì sao lại cái này dạng A? sự tình đều đến trình độ này, thế mà còn có thể thay đổi càng không rồi. Thao Dương tiễn trùng điệp nôn hương thơm Nói thật, hiện tại ngọc đế Tâm tình đó, nước động nước động nước động Tiểu Bạch A, ngươi cảm thấy trước mắt sự tình, nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng đâu Ngọc đế nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh, mặt mang nụ cười nói Cái nụ cười này, nói thật, nhìn Thái Bạch Kim Tinh tâm lý run rẩy. Bệ hạ, Ta. ta không biết rõ a à, ta cũng không biết thế nào sẽ xuất hiện cái này biến cố thái bạch kim tinh là thật khó a à, nếu là không có thất tiên nữ xuất hiện cái này sống nhất định có thể đủ bức ngược tôn tiểu không đến thời điểm liền có thể áp trục kịch đánh có thể là nói nhiều đều là nước mắt đương nhiên kinh ngạc nhất còn là tôn tiểu không ứng đối hồng nhi bảy người đứng ra vì chính mình làm chứng tôn tiểu không một hạ liền mộng các nàng không phải một mực chuẩn bị sáo lộ chính mình sao? thế nào hiện tại, đứng ra cho chính mình làm chứng rồi. cái này thế mà là hữu quân. tôn tiểu không càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy ấy nấy a, à, bao nhiêu tốt vài cái tiểu cô nương, phía trước chính mình còn sáo lộ các nàng, chính các nàng tiện nghi. chính mình thực tại không phải người, mà trước mặt các nàng lại vì chính mình làm như thế. tôn tiểu không càng nghĩ càng cảm động đối với phía trước sáu lộ các nàng, chiếm các nàng tiện nghi sự tình, tôn tiểu không xấu hổ không chịu nổi. Đều nghĩ, đối với các nàng, phụ trách, thất tiên nữ, liền là cái này hầu tử trộn, cho ta hướng chết đánh. Lúc này tràn diện rất yên tĩnh. Có lấy bảy người vì tôn tiểu không làm chứng, khi chúng tiên thật là không có lý do xuất thủ. Biển thủ trộn đào sự tình, cái kia cũng không còn tồn tại. Ai? ngươi nhóm những này người thật đúng là xúc động a à. ta liền nói tôn ái khanh làm người chính trực nhất định là có duyên cớ ngươi nhóm còn không tin không có cách ngọc đế mặc dù rất khó vượt qua nhưng vẫn là cười ra đến cho đại gia hòa giải cái này sống không chỉ có là không có bước ngược tôn tiểu không khẳng định cũng đã thảo kinh xà chúng tiên gặp ngọc đế ra đến hòa giải cũng là dây lát ở giữa biết rõ lúc này không có kịch theo sau ngay ngắn nói ra ai qua loa có lỗi là chúng ta lỗ mãn một thời gian chúng tiên cũng đều mở miệng nói xin lỗi nói xin lỗi xong về sau trực tiếp quay đầu liền đi cũng không nói nhảm tôn tiểu không nhìn xem người đều đi không sai biệt lắm thầm nghĩ đây không phải phản sáo lộ a dù sao mình chẳng hề làm gì tích đây cũng không phải là sáo lộ nghe lấy hệ thống tôn tiểu không cũng là mộng không phải sáo lộ kia là cái gì? Đối cứng. Bất quá, Tôn Tiểu không suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại là cũng có thể lý giải, chính mình nửa non năm này đến, mỗi ngày thủ lấy cái này bàn đào vườn, còn lực phá vỡ hắn nhóm mấy đợt sáo lộ, đoán chừng là đã tức giận. Trước mặt cái này sống, không gánh đổi liền là cố ý chi đi vương mẫu, rõ ràng hố chính mình. Chó cùng rất dậu. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng suy nghĩ một chút tôn tiểu không đều cảm thấy đáng sợ chơi sáo lộ không đáng sợ liền sợ cái này đoàn người sái lưu manh trực tiếp cứng hố một thời gian tôn tiểu không quyết định tiếp tục đóng cửa lớn sau đó tại mọi người đều đi về sau tôn tiểu không lại lần nữa đem bàn đào vườn đại môn đóng lại lúc này tôn tiểu không đã quyết định không mở bàn đào hội không mở bàn đào vườn đại môn lăng tiêu bảo điện bên trong chúng tiên một cái cái sắc mặt xấu hổ vô cùng vốn là cái này hạ liền thành công không ngờ rằng ra cái này biến cố ngọc đế tại lăng tiêu bảo điện nhìn chung quanh một chút mở miệng hỏi các vị khanh gia vì cái gì không thấy thái bạch kim tinh cái này chúng tiên lẫn nhau nhìn nhìn có chút khó nói khởi bẩm bệ hạ thái bạch kim tinh hắn nói vì bệ hạ đi nhân gian nhìn nhìn phàm nhân đều trôi qua có thể hay không Đại khái khả năng hơn 10 ngày liền trở về, cũng liền một thế thời gian. Bàn đào hội phía trước ta phỏng chừng hắn nhất định có thể đuổi trở về. Nghe lấy chúng tiên đáp lời, Ngọc Đế ngay tại chỗ liền sững sờ, cái này mẹ nó. Ngươi nhà thật có tự mình hiểu lấy a. À? Ngọc Đế lắc đầu, đã cái này dạng vậy coi như. Dù sao, coi như Thái Bạch Kim Tinh chính mình không đi, Ngọc Đế cũng biết để hắn đi đùa giỡn một chút, ma đảng lúc này đều là cái này hàng phía trước tao chủ ý. Lúc này là thật để cho mình bảy cái nữ nhi cùng tôn tiểu không giao hảo. Quan hệ thật tốt, định lấy chúng tiên trước mặt, cho tôn tiểu không làm chứng. Đương nhiên, Thái Bạch Kim Tinh cũng là người thông minh, cùng hắn để Ngọc Đế nói, chẳng bằng chính mình ra ngoài đùa giỡn một chút. Dù sao dùng Thái Bạch Kim Tinh giao thiệp, bất luận thiên đình còn là địa phủ, tới chỗ nào đều có người quen. Cho dù là đầu thai, đó cũng là lục đạo luân hồi quan to thế gia tùy tiện tuyển thoáng một cái theo thái bạch kim tinh đi thế gian quan âm cũng mời vương mẫu đi nam hải liền thừa chính ngọc đế càng là không biết rõ thế nào sáo lộ tôn tiểu không thiên đình một hạ tử phản phất tiến nhập bình tĩnh một ngày hai ngày mười ngày hai tháng thời gian liền này bình tĩnh trải qua tôn tiểu không cái này đoạn thời gian mỗi ngày đóng chặt đại môn tu luyện. Theo bàn đào hội thời gian càng ngày càng gần, tôn tiểu không tu vi khoảng cách thái ức kim tiên đột phá cũng càng ngày càng gần. Thể nội tinh thần tế bào, cũng tự động kích hoạt mấy chục ức. Chỉ cần mấy ngày nay chính mình tu vi đột phá thái ức kim tiên, kia dương tiễn cùng na tra, liền là đệ đệ, muội muội. Mình có thể xếp vào một đường cao thủ, đương nhiên ngọc đế, như lai, lão quân, vương mẫu những này người, đều là đỉnh cấp cao thủ, tạm thời vẫn còn so sánh không lên bởi vì vương mẫu còn không có từ nam hải trở về cho nên tôn tiểu không hiện tại chỉ cần nghe được có người đập cửa trước đối ám hiệu tại mở cửa là thất tiên nữ liền để bọn hắn tiến đến như là người khác tôn tiểu không trực tiếp liền không để ý có bản lĩnh ngươi liền giữ cửa nện lúc đó dương tiễn cùng na tra cũng đã tới hai lần chỉ bất quá ăn bế môn canh về sau cũng không lại đến trước bảo táp hắn luôn yên tĩnh một liền lại là ba tháng thời gian. Một ngày này, tôn tiểu không từ tu luyện bên trong đi, mở mắt ra, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trước cuộc đuổi tại bàn đào hội trước đột phá, ngọc đế tẩm cung bên trong, lúc này ngọc đế cũng phát hiện tôn tiểu không thân bên trên dị dạng, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, cái này chết hầu tử, thế mà đột phá thái ức kim tiên. Theo ngọc đế. Tôn tiểu không nghe chuyện trên TV audio cv suốt thế kỷ thực thật đúng là không bao lâu. Cũng chính là tại thiên thượng làm quan cái này đoạn thời gian lâu một chút. Nói cho cùng trên trời một ngày dưới đất một năm, cộng lại chiếu theo thế gian coi là phỏng chừng có hai ba trăm năm bộ dáng. Hai ba trăm năm từ địa tiên đến thái ất kim tiên. Ngọc đế suy nghĩ một chút, đều cảm thấy cái này hầu tử đủ biến thái a phi. Ngọc đế đột nhiên nghĩ đến cái này chết hầu tử lúc nào tu luyện qua a à? không phải mỗi ngày tại ngủ ngon sao thao ngủ đều có thể tu luyện còn tu luyện cái này nhanh ngọc đế suy nghĩ một chút đều cảm giác tức giận a à. cái này đoạn thời gian ngọc đế có thể là so như lai đều gian nan thực tại không có ý nghĩa bởi vì thái bạch kim tinh đi thế gian cũng không có người cùng hắn cùng một chỗ sáo lộ tôn tiểu không thời gian quá khó chịu cái này đoạn thời gian Ngọc Đế đã không phải là 10 lần 8 lần tưởng niệm Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh, đào hoa đầm nước sâu ngàn thước, không bằng Ngọc Đế niệm tình ta tình. Muốn nói Quan Âm đi, đã sớm biết rõ Thiên Đình bên kia không có cầm xuống Tôn tiểu không. Nhưng là Quan Âm không có biện pháp đuổi trở về, nàng đã mời vương mẫu làm khách, liền không thể tùy tiện qua loa cho xong, cần phải phải thật tốt chiêu đãi. Nếu không, vương mẫu trở về xem xét, Quan Âm thế mà là cố ý, nhất định sinh khí bởi vì lúc trước cái kia cứng hố tôn tiểu không biện pháp liên đới vương mẫu đều tính toán linh sơn cái này đoạn thời gian đều linh sơn cũng không có cái gì vui cười cũng rất yên tĩnh nói như thế nào đây như lai lúc này đã đem hy vọng cuối cùng áp tại bàn đào hội cái này một đoạn bên trên đến mức bàn đào hội cái này một đoạn tôn tiểu không có thể hay không còn không ngược vấn đề này như lai không có nghĩ qua cũng không dám nghĩ đương nhiên như lai like cảm giác đi, nếu như đến thời điểm, cái này thạch hầu thật là tại kỹ kỹ oai oai, chính mình liền trực tiếp xuất thủ độ hóa hắn. Bắt hắn đến Linh Sơn, để hắn mỗi ngày nghe hòa thượng niệm kinh. Bàn đào vườn bên trong. Tôn tiểu không đứng dậy, vận chuyển thân thể một cái lực lượng cùng pháp lực. Nhân vật mô bản. túc chủ, tôn tiểu không. Đẳng cấp, thái ức kim tiên, đã kích hoạt 50 ức 70 vạn 3 ngàn tinh thần tế bào. Thể chất hoang cổ chí tôn thể vật phẩm pháp bảo nhân sâm quả kim đan ít năm bàn đào tiểu thất bảo diệu thụ như ý kim cô bổng tỏa tử hoàng kim giáp công pháp thần thông chí tôn vũ hóa quyết thiên cương tam thập lục biến địa sát thất thập nhị biến cân đẩu vân tụ lý càng khôn vì đột phá thái ất kim tiên tôn tiểu không kim đan bàn đào trên cơ bản là đã tạo sạch thân thể bên trong cũng không có dự lưu cái gì kim đan bàn đào pháp lực Bất quá, mặc dù lúc này nghèo. Tôn Tiểu không cũng không lo lắng, mã lên chính mình liền muốn một đêm chợt giàu. Nói thật, Tôn Tiểu không phát hiện chính mình hiện tại khả năng nhục thân lực lượng, đi đến một cảnh giới khủng bố. Cụ thể kinh khủng bực nào, Tôn Tiểu không còn không có thử. Tại Tôn Tiểu không vừa quen thuộc thái ức kim tiên cùng 50 ức tinh thần địa tiên lực lượng về sau, thất tiên nữ liền đến đập cửa. Tôn Tiểu không đi tới cửa gọi nói, thiên vương cái địa hổ bảo tháp trấn hà yêu nghe lấy bên ngoài ám hiệu tôn tiểu không mở cửa hồng nhi bảy người gặp tôn tiểu không mở cửa gấp vội vàng nói ta cùng ngươi nói vương mẫu nương nương trở về ngươi đừng tại đóng cửa bằng không vương mẫu nương nương lại muốn trách tội đúng vương mẫu nương nương mới vừa trở về ta nhóm qua đến nói với ngươi một tiếng chúng ta đi tôn tiểu không nhìn xem bảy người nói mấy câu liền vội vàng rời đi trong lòng cũng là có chút cảm động a à. cái này vài cái tiểu tiên nữ thật là không có đến nói cho tới nay đối chính mình cái này tốt chính mình thực tại là không thể hồi báo nhìn đến chỉ có thể là ngày sau lấy thân báo đáp bất quá tôn tiểu không tính một cái thời gian cái này vương mẫu trở về cũng là thời điểm bàn đào hội lập tức muốn bắt đầu mà chính mình lập tức cũng muốn ngã bài làm một vố lớn nghĩ tôn tiểu không cũng không đóng cửa trực tiếp quay đầu trở về cái này sống đại náo thiên cung về đại náo thiên cung chính mình vẫn là muốn cho tam giới một cái tân sáo lộ cân nhắc một chút tôn tiểu không đã có chủ ý phật nói phóng hạ đồ đao lập địa thành phật tôn tiểu không lúc này dự định thử xem cái này là thật giả nghĩ đến đây tôn tiểu không liền hai mắt tỏa ánh sáng cái này sáo lộ sái tam giới hệ thống cho ban thưởng tuyệt đối là có thể đủ cất cánh nghĩ đến đây tôn tiểu không liền cảm giác kích thích sau đó mấy ngày thời gian bên trong không chỉ ngọc đế như lai tam giới thần phật một ngày bằng một năm liền liền tôn tiểu không cũng giống như vậy sống qua ngày hiện nay thời gian liền này từng giờ từng phút bóp lấy qua rốt cuộc các nàng đến nàng đến nàng đến các nàng mang lấy pháp bảo giỏ chút tiến đến chỉ thấy thất tiên nữ kết bạn mà đi đi tới cười cười nói nói đi tới bàn đào vườn tôn tiểu không hai ngày này đều không có tu luyện cứ làm như vậy chờ lấy gặp bảy người tiến đến tôn tiểu không mở miệng hỏi hôm nay là cái gì sự tình a à, nhìn ngươi nhóm cao hứng như vậy hì hì hôm nay là tử nhi lời mới vừa nói một nửa bị một bên thanh nhi giữ chặt không có không có việc gì, bây giờ vương mẫu nhiều muốn chút quả đào. Đúng, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta nhóm bây giờ mang, liền không đùa với ngươi. Bàn đào hội vương mẫu mời mời người, thất tiên nữ có thể là đều biết. Nhưng là duy chỉ có không có tôn tiểu không. Trước mặt, các nàng cảm giác, việc này còn là đừng nói cho đối mới là tốt, nếu không đối phương nhất khí phía dưới, khả năng hội làm cái gì việc ngốc. Ngọc đế nếu biết bảy người ý nghĩ, trực tiếp liền muốn cùng với các nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nga không, Ngọc Đế có khả năng sẽ đích thân đem tôn tiểu không đề đến ngũ chỉ sơn hạ nhét vào, ma đảng. Lão tử thất khỏa rau xanh A. À. Tôn tiểu không một nhìn bảy người này dáng vẻ, liền biết rõ không thích hợp. Tỷ Mỹ suy nghĩ một chút, ngăn lại mấy có người nói, nói. Các ngươi có phải hay không bởi vì bàn đào hội muốn bắt đầu, sau đó qua đến hái bàn đào. Bảy người nghe lấy tôn tiểu không, sững sờ ngươi biết rõ a à. kia ngươi còn biết cái gì tôn tiểu không lắc lắc đầu nói ta cái gì cũng không biết mau nói đi ngươi nhóm khẳng định là có chuyện gì giấu giếm ta không có không có a à. ta nhóm có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi liền là chính là không có việc gì ngươi còn là ngủ đi thôi bảy người hiển nhiên không phải sẽ nói láo người sắc mặt mười phần cứng nhắc. kia ngươi nhóm nói một chút vương mẫu mở bàn đào hội mời đều có ai có không có mời ta tôn tiểu không nhìn chằm chằm bảy người hỏi bảy người nghe tôn tiểu không tra hỏi biến đến có chút không tự nhiên bên trên sẽ tự có cũ quy mời là tây thiên phật lão bồ tát thánh tăng la hán quan âm sùng ân thánh đế thập châu ba đảo tiên ông bắc cực huyền linh hoàng cực hoàng giác đại tiên còn có ngũ đấu tinh quân thượng bát động tam thanh, tứ đế, thái ức thiên tiên các loại chúng. Bên trong tám động ngọc hoàng, cửu lũy, hải nhạc thần tiên, hạ tám động u minh giáo chủ, chú thế địa tiên. Các cung các điện lớn nhỏ tôn thần, đều đồng loạt đi bàn đào gia hội. Sau đó, nghe lấy bảy người, công tiểu không cũng không kinh ngạc, quả nhiên là không có mời mình a à. Đây rõ ràng liền là thể hiện rõ sáo lộ. Cứ việc chính mình hiện tại còn không có tự phong tề thiên đại thánh, nhưng là mình thực lực đã hiển lộ ra Ngươi nhóm nói thật bàn đào hội có phải hay không không có mời ta a à? tôn tiểu không mở miệng hỏi thất tiên nữ lẫn nhau nhìn nhìn cũng không biết trả lời thế nào các nàng cũng cảm giác ra tôn tiểu không có chút tức giận ngươi ngươi đừng sinh khí a à? này là bên trên sẽ cũ quy mà ngươi là năm nay mới đến thiên đình có lẽ cũng có thể là là quên nói chuyện bảy người có chút lo lắng nhìn xem tôn tiểu không tôn tiểu không nhìn xem bảy người hội tâm cười một tiếng sau đó hít một hơi thật sâu liền làm định 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 chỉ thấy tôn tiểu không trực tiếp xuất thủ liền đem thất tiên nữ bảy người liên tục định trụ bảy người này mặc dù đã bị định trụ trên mặt vẻ lo lắng còn ngưng kết ở tại tôn tiểu không định trụ bảy người kia một giây lát ở giữa ngọc đế vỗ tay một cái quan hình chiếu xinh đẹp. Sau đó liền cười hướng lăng tiêu bảo điện đi tới. Thầm nghĩ, lúc này hẳn là là không sai ha. Lại nói tôn tiểu không tại định trụ bảy người về sau, tại mỗi người trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo nhéo, liền chuẩn bị đi ăn đào ăn dịp gặm vỏ cây. Chỉ bất quá, tôn tiểu không vừa đi một bước, liền dừng bước. Nguyên tắc kia hầu không thức thời, xinh đẹp như vậy bảy cái tiểu tiên nữ, bị định trụ, hắn thế mà cũng không có làm gì. Sau khi suy tính, Tôn Tiểu không cảm thấy mình đã muốn ồn ào thiên cung, kia liền không lo lắng. Thế là, Tôn Tiểu không tại bảy người mỗi người trên miệng nhỏ hôn một cái. Hăng hái a. À. Sái xong lưu manh về sau, Tôn Tiểu không sử dụng pháp thuật trực tiếp đem bảy người thân thể lưng tới. Nói cho cùng ăn thụ dịp gặm vỏ cây việc này, mặc dù rất có thể tăng cường thực lực, nhưng là bức cách có điểm thấp, còn là không để bảy người nhìn. Làm xong những này, Tôn Tiểu không lại là hít một hơi thật sâu. Bây giờ cái này sống, cần phải muốn tại nhanh nhất, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Sau khi làm xong, còn muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Bởi vì chính mình so nguyên tắc hầu tử ngoan bên trên mấy ngàn lần không thôi. Nguyên tắc bên trong hầu tử, kia mới đã ăn bao nhiêu. Cũng chính là ăn no bụng mà thôi. Mà tôn tiểu không là cái gì, sạch trơn. Diệp tử vỏ cây đều không buông tha, bất luận là bàn đào vườn, hoặc là bàn đào hội, đâu xuất cung, có thể ăn thì ăn, có thể cầm thì cầm, tuyệt không buông tha một châm một đường. Cho nên, Tôn Tiểu không không thể hưởng thụ ăn cái gì khoái cảm, chỉ có thể càng nhanh giải quyết càng tốt. Bằng không, chỉ không biết cái nào đại năng một thời gian liền phát hiện. Đến thời điểm, chính mình nhiều nhất liền là uống hai chén nhàn rượu ăn hai đào hai đang liền không có. Dây lát ở giữa, chỉ thấy tôn tiểu không đem tốc độ phát huy ra cực hạn. Cả cái người giống như nhất đạo điện quang bay qua mỗi khỏa bàn đào thụ về sau, cái này thư liền chỉ còn lại thân cây, quả, diệp, da. Sạch trơn. Chỉ chốc lát sau công phu sau. Tích. Phản sáo lộ nhiệm vụ, mời túc chủ trong một năm, ăn sạch bàn đào vườn bên trong tất cả bàn đào, cùng với diệp tử, vỏ cây. Nhiệm vụ hoàn thành, được thưởng, bàn đào hội tất cả ghế mà tôn tiểu không khi nghe đến hệ thống nhắc nhở về sau, dây lát ở giữa liền vui lên. Hoàng Mỹ Liền là Bụng căng cứng có điểm muốn Chịu không được Lúc này phía dưới tôn tiểu không ở một cái, lại là hướng giao trì tiến đến. Não hải vẫn còn đang suy tư, nguyên tắc bên trong hầu tử là thế nào đi bàn đào vườn ăn tiệc. Bất quá, nửa đường tôn tiểu không liền cùng nguyên tắc kịch bản đụng thẳng. Nhìn thấy phía trước phi hành thân ảnh, tôn tiểu không dây lát ở giữa vui mừng việc này dễ làm cái này người chính là muốn tiến đến bàn đào hội xích cước đại tiên tôn tiểu không học lấy nguyên tắc bên trong kiếm hống chân tiên mở miệng hỏi lão đạo đi nơi nào xích cước đại tiên cười nói đi đi bàn đào gia hội tôn tiểu không đột nhiên vui lên nở nụ cười nói ra ha ha lão đạo không biết ngọc đế lệnh lão tôn cân đẩu vân đi trước mời quý vị tới trước thông minh điện hạ diễn lễ hậu phương đi dự tiệc xích cước đại tiên nghe lấy tôn tiểu không cũng là nở nụ cười nói quanh năm tựu tại giao trì diễn lễ tạ ơn như thế nào trước đi thông minh điện diễn lễ mới đi giao trì đi gặp nói dứt lời để chuyển tường vân kính vãn thông minh điện đi xích cước đại tiên nơi nào sẽ không biết rõ cái gì tình huống tại xích cước đại tiên rời đi về sau tôn tiểu không liền nở nụ cười theo sau vội vàng giá vân niệm tiếng chú ngữ lắc mình biến hóa, liền biến làm xích cước đại tiên bộ dáng, trước bôn giao trì. Không bao lâu, thẳng chí bảo các ấn ở đám mây, đi vào bên trong. Chỉ thấy bên trong. Huỳnh hương lượng lờ, thủy ai rực rỡ. Giao đài trải màu kết, bảo các tán mờ mịt. Phượng chứa loan tường hình mờ mịt, kim hoa ngọc ngạt ảnh chìm nổi. Sắp xếp cửu phượng đan hà, bác bảo tử nghe đôn. Ngũ thải mạ vàng bàn, ngàn hoa bích ngọc bồn. Trên bàn có gan rồng cùng phượng tủy, tay gấu cùng tinh môi. Trân tu bách vị đẹp, dị quả da đồ ăn sắc sắc tân. Khi bên trong bài trí đến ngay ngắn rồng rã, lại còn không có người tới. Tôn tiểu không hội tâm cười một tiếng, lại nghe gặp một trận mùi rượu xông vào mũi. Liền làm bảo bối. Theo sau tôn tiểu không một liền sử dụng thần thông biến ra mấy cái truyện dở đến, đem bên trong vài cái tạo rượu tiên quan, bàn tao lực sĩ, vận thủy đạo nhân, nhóm lửa đồng tử, một liền mấy chục người, toàn bộ làm cho ngủ thiếp đi. Theo sau Tôn Tiểu không trực tiếp liền là một miệng lớn ngọc dịch quỳnh tương. Vừa uống một hạ, Tôn Tiểu không tưởng tượng ma đảng, cái đồ chơi này tuyệt không thể cùng hầu tử học A. Chính mình là đến dọn nhà, cái này uống nhiều rượu liền xong con B. Sau khi suy tính, Tôn Tiểu không trực tiếp sử ra tụ lý càng khôn. Hút, hút hút, cái này gia hỏa, Tôn Tiểu không có thể mặc kệ hắn thứ đồ gì toàn bộ hướng tụ lý càng không bên trong hút. Liền liền ngủ lấy vài cái chuyển tử lực sĩ đều cho hút vào. Tràng thượng trừ còn sót lại một nhóm mê mang đồng tử, lực sĩ bên ngoài, lại không một vật. Tại đêm bàn đào hội quét sạch sành xanh về sau, tôn tiểu không trực tiếp quay người liền hướng tầng 33 thiên đâu xuất cung bay đi. Nói thật, tràng cảnh này, tôn tiểu không tại tâm lý mô phỏng mấy ngàn lần. Cho nên bất luận là bàn đào vườn sạch trơn, còn là bàn đào hội sạch trơn, Tôn Tiểu không làm đều hết sức quen thuộc. Tốc độ cũng là cực nhanh, đem thái ức kim tiên cùng mấy chục ức địa tiên lực lượng toàn bộ bạo phát ra. Đâu xuất cung bên trong. Lão quân cùng nhiên đăng cổ Phật tại tam tầng gác cao chu lăng đang đài giảng đạo, chúng tiên đồng, tiên tướng, tiên quan, tiên lại, đều hầu hạ ở bên nghe giảng. Như thế cũng là thể hiện rõ cho Tôn Tiểu không cơ hội. Tôn Tiểu không cũng mặc kệ hắn cái gì đang, cái gì sinh quen, trực tiếp vẫn là như cũ, thấy gì ăn đó, một cái kình hướng bụng bên trong rót liền phải. Dù sao cái đồ chơi này cũng ăn không chết người. Tại sao đó liền là ăn không vô, có cái gì tiên dược cái gì, trực tiếp đóng gói mang đi. Tôn Tiểu không đem đâu suốt cung càng quét xong, chuẩn bị chạy. Tả hữu xem xét, nhìn thấy kia lô một bên còn bày ra một cái cây quạt. Quạt ba tiêu. Cái này gia hỏa, Tôn Tiểu không có thể chịu. Ngươi đều cái này bây giờ thả nơi này, ta như không cho ngươi lấy đi, đây không phải là không nể mặt ngươi nha. Nghĩ, tôn tiểu không cũng không do dự, trực tiếp đem quạt ba tiêu lấy đi, hướng hoa quả sơn liền đuổi trở về. Nói thật, tôn tiểu không mặc dù cái này sống sự tình làm rất hoàn mỹ. Kỳ thực, tôn tiểu không tâm lý hoãn đến một bút. Nguyên tắc hậu tử, bàn đào vườn bên trong bàn đào là ăn vụng không ít, nhưng là đối với bàn đào vườn tới nói, kia là chính trâu mất sợi lông. Mà chính mình, trực tiếp là sạch trơn. Bàn đào hội bên trên, chính mình không chỉ có là sạch trơn, còn là không bàn hành động. Cái gì là không bàn, kia liền là so quan bàn ác hơn, để đều làm không có. Sau cùng đâu suốt cung bên trong, công tiểu không cũng nhiều lấy đi một cái quạt ba tiêu. Hoa quả sơn. Chúng hầu gặp tôn tiểu không trở về sau. Từng cái kích động. Nhanh, nhanh gọi người đều đến, đại vương trở về. Đại vương trở về là đại vương trở về. Cái này gia hỏa, bầy khỉ nhóm cũng là lão nghĩ tôn tiểu không. Bởi vì tôn tiểu không tại đi bàn đào vườn về sau, cũng rất ít về hoa quả sơn. Thiên thượng một ngày, trên mặt đất một năm. Lúc này, khoảng cách tôn tiểu không lần trước về hoa quả sơn, đã kinh lịch đến gần 100 năm. Tất cả bầy khỉ gặp tôn tiểu không trở về, từng cái hết sức kích động. Đi, triệu tập tất cả bầy khỉ, đem tất cả bầy khỉ đều gọi đến thủy liêm động trước chờ lấy ta có lời muốn nói nói dứt lời tôn tiểu không lại kêu lên vài cái lão hầu tử cùng thân thông a lý bốn người gọi vào thủy liêm động bên trong mấy người kia ngay từ đầu nhìn thấy tôn tiểu không còn là hết sức kích động nhưng là thấy tôn tiểu không vô cùng lo lắng dáng vẻ một thời gian cũng là có chút kỳ quái không chờ mấy người nói chuyện tôn tiểu không trực tiếp từ tụ lý càng khôn bên trong xuất ra các loại gan rồng phượng gan cùng với kim đan các loại tiên ăn nơi này liền muốn hỏi ngươi bàn đào hội thế nào không có bàn đào a à? có cái gà thất tiên nữ đi bàn đào vườn bên trong một cái đào còn không có hái đến liền bị tôn tiểu không cho làm sạch trơn cho nên cái gì đều có liền là không có bàn đào ta hiện tại đã cùng thiên đình trở mặt bàn đào hội bên trong tất cả mọi thứ đều bị ta phá rồi trên trời một ngày dưới đất một năm ta phỏng chừng không ra mấy ngày thời gian, số lớn thiên binh thiên tướng thiên thần liền hội vây công hoa quả sơn. Trước mặt những này, là ta cho ngươi nhóm mang, nhưng các ngươi tăng thực lực lên. Nếu như ngươi muốn ăn, liền tương đương với đứng tại thiên đình đối lập, nếu như không ăn, hiện tại có thể trước làm rời đi hoa quả sơn, để tránh chiêu đến tai họa. Đối với cái này, tôn tiểu không còn là cho chúng hầu lựa chọn. Không chỉ có là vài cái lão hầu cùng tứ đại linh hầu, Liền xem như bên ngoài bầy khỉ, Tôn Tiểu không cũng biết cho bọn hắn tuyển trạch. Chính mình sấm họa, không cần thiết cưỡng bắt người khác gánh chịu. Cái này gia hỏa. Vài cái lão hầu cùng tứ đại linh hầu ngay tại chỗ liền mắt trợn tròn. Cùng thiên đình trở mặt không đáng sợ. Đem bàn đào hội phá rồi. Bàn đào hội kia mời đều là, cả cái tam giới người có mặt mũi A. Tại chúng hầu tiếp nhận Tôn Tiểu không truyền thụ thần thông về sau, cho đến hiện tại trên cơ bản đã có 300 năm thời gian. Mà tôn tiểu không là một mực chờ tại thiên thượng. Trong đoạn thời gian này, bầy khỉ bên trong hầu tử nhóm, từng cái thượng thiên độn địa thần thông quảng đại, đã sớm không chỉ ở hoa quả sơn phát triển. Tứ đại châu các nơi, bọn hắn cũng đều đi qua, nhận thức yêu quái thổ địa chi lưu, cũng là không ít. Thấy sớm đã cùng lúc trước không giống. Có cái này phần kiến thức hạ, hắn nhóm nghe lấy tôn tiểu không, đều là một cái cái nhíu mày, bắt đầu trầm tư kiến thức càng rộng mới hội càng biết rõ thiên đình đáng sợ ta không đi ta cùng ngươi còn có chúng ta hai cái trước tỏ thái độ là tứ đại linh hầu vài cái lão hầu lẫn nhau nhìn nhìn gật gật đầu cũng biểu thị không rời đi đại vương đừng nói chúng ta vốn là phổ thông tiểu yêu quái có thể có cái này phần tạo hóa tất cả đều là đại vương ngươi một người ban tặng cho nên tại Đại vương nguy nan thời khắc, ta nhóm nhất định là bồi đại vương cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Tôn tiểu không nghe lấy mấy người lời nói, trùng điệp gật đầu, cái này cũng không ủng chính mình truyền cho bọn họ thần thông, đồng thời đem bàn đào hội đưa đến tiên ăn cùng đại gia chia sẻ. Vậy ta cũng không nhiều lời, ngươi nhóm hiện tại mau chóng dùng ăn những này kim đan tiên ăn, đem tu vi tại đề thăng một hạ, cái này chính là một trận ác chiến. Nói dứt lời, Công tiểu không để mấy người lưu trong thủy liêm động tu luyện, chính mình đi đến bên ngoài thủy liêm động bên ngoài. Công tiểu không nhìn xem một nhóm bầy khỉ, cái này gia hỏa đã đến có hơn hai vạn hầu, mà cái khác không có chạy tới, phần lớn là ra ngoài không chạy tới. Các vị, kia ngọc đế vương mẫu lớn ta, bàn đào hội thế mà không mời ta, cho nên ta dưới cơn nóng giận, đem hắn nhóm chuẩn bị bàn đào hội ăn uống, tất cả mang trở về nhưng là ngươi nhóm như là dùng ăn những này tiên ăn, ngày sau tất hội bị thiên đình truy sát, mà sau đó không lâu, cũng sẽ có thiên binh thiên tướng thiên thần trước đến vây công ta nhóm hoa quả sơn. Cho nên, ta cũng không bắt buộc đại gia cái gì, không muốn trước họa vào thân, tại lúc này còn có thể cùng hoa quả sơn thoát quan hệ trước, mau rời khỏi hoa quả sơn. Chúng hầu nghe lấy tôn tiểu không, chẳng những không có vài cái trầm tư. Ngược lại đều kích động hò hét. Đại vương uy vũ đại vương ngưu bức thế mà đem bàn đào hội đồ vật đều cho cướp trở về bọn ta cùng một chỗ cùng đại vương đánh lui thiên binh thiên tướng tôn tiểu không một bên nghe lấy chúng hầu hò hét một bên chú ý đến cái này hơn hai vạn con hầu tử chỉ có cực thiểu số do dự mà rời đi thế mà liền hai chữ số đều không có vượt qua kỳ thực tại chúng hầu nhìn đến nếu không có tôn tiểu không truyền thụ thần thông vậy bọn hắn hiện tại trên cơ bản cũng đã chết già lại thêm hắn nhóm hiện tại tu luyện đến gần 300 năm thần thông, một cái cái bản sự cũng không nhỏ, vừa nghe muốn cùng thiên đình đánh nhau, ngược lại kích động có chút. Ngo ngoe muốn động. Tốt. Tôn tiểu không nhìn xem bầy khỉ, lớn tiếng gọi câu tốt. Chính mình lúc trước bố cục, hôm nay mới biết. Khủng bố như vậy. Cái này bầy khỉ bên trong, phần lớn tu vi cũng đã tiến nhập địa tiên, trong đó thiên tiên, chân tiên, huyền tiên cũng đều có hơn hai vạn hội địa sát thất thập nhị biến cùng cân đẩu vân hầu tử tại đối kháng thiên binh qua bên trong trên cơ bản cũng sẽ không cái này tổn thất cái này để tôn tiểu không cũng là thả lỏng trong lòng không uổng lúc trước truyền thụ thần thông bố cục một trận a hiện tại ta cũng không nói nhảm ngươi nhóm đều cho ta lui về sau lui chúng ta liền làm muốn ăn cái gì ăn cái gì muốn uống cái gì uống cái gì nói cái này lời nói tôn tiểu không một hạ liền sửng sốt cái này thế nào nghe lấy giống đại phu tử vong căng dặn giống như bầy khỉ tại đưa ra tới một cái đại vị đưa về sau công tiểu không trực tiếp đem tụ lý càng khung bên trong đồ vật phần lớn đều đổ ra bên trong gan rồng phượng gan kim đang tiên nhưỡng nhiều không kể xiết cụ cụ nói đơn giản còn có bàn ghế đĩa quả rỗ ngọc đế ghế đều không buông tha ngươi còn là cái người sao vương mẫu đĩa bên trong cũng không buông tha ngươi thật không phải là người. Hoa quả sơn bàn đào hội. Trực tiếp liền làm. Tôn tiểu không tại từ tụ lý càng không bên trong đổ ra những vật này về sau, cũng không nói nhảm, dẫn đầu liền vọt vào, bắt cái gì ăn cái gì bắt cái gì uống cái gì. Bầy khỉ nhóm một cái cái cũng reo hò trọng tiếng tiên ăn chồng chất bên trong, trực tiếp học lấy tôn tiểu không, trắng trợn bắt đầu ăn. Ngoạ tào. Cái này ăn ngon thật, cái này hình như là cái gì tiên thú móng vuốt tôn tiểu không ăn còn có thể cùng chúng hầu nói chuyện đại vương ta cái này càng hương đây là vật gì a à? tôn tiểu không quay đầu nhìn một chút gãi gãi đầu nói nhìn xem giống như là cái gan không biết rõ cái gì gan đại gia nhanh chóng ăn ăn xong nhanh điểm tới tu luyện nói chuyện tôn tiểu không lại mảnh dỗi một miệng lớn tiên tửu lúc này đã có chút chóng mặt lúc này tôn tiểu không liền nâng cốc thủy đưa cho cái khắc hầu tử đồng thời dặn dò người nhóm uống thời điểm, đều cẩn thận một chút, đừng uống say mềm, đến thời điểm bị thiên binh bắt chạy. Nhân sinh chỗ chỗ là kinh hỷ. Hoa quả sơn, kia là này một nhóm. Mặc dù cái này bàn đào hội đồ vật là thật không ít, tôn tiểu không cũng lấy ra một hơn phân nữa. Nhưng là nói thật, thật không nhịn được hơn hai vạn hầu tử một lần tạo. Mà tôn tiểu không tại dẫn bầy khỉ ăn ngon uống ngon về sau, lúc này cũng về thủy liêm động bên trong, bắt đầu tu luyện nói là tu luyện chẳng bằng nói là đem thể nội pháp lực hợp quy tắc một hạ thuận tiện ngày sau hảo hảo tu luyện đây cũng chính là tôn tiểu không thể chất đi qua hệ thống cải tạo biến đến hết sức đặc thù không chỉ có thể tu luyện kích hoạt tế bào thể nội càng giống là vô số cái ngôi sao tạo thành vô biên vũ trụ đồng dạng những này có thể để cho người ngoài bạo thể n lần pháp lực tại tôn tiểu không thể nội vô biên vũ trụ bên trong cũng không tính cái gì cho nên Tôn Tiểu không mới có thể chịu ở, bàn đào vườn bên trong một vườn đào, dịp, võ, cùng với đâu suốt cung kia nhiều kim đan pháp lực. Cảm thụ được thể nội cái này của sức mạnh vô cùng vô tận, Tôn Tiểu không dám cam đoan, đại la kim tiên, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Muốn nói, tam giới bên trong, tại Tôn Tiểu không gặm sạch viên thứ nhất bàn đào thụ thời điểm, liền có người phát hiện. Đó chính là Linh Sơn Như Lai. Như Lai là một mực tại Linh Sơn ngồi, cũng không có chuyện gì, cho nên vẫn nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Không. Khi nhìn đến Tôn Tiểu Không đem viên thứ nhất bàn đào thụ quét sạch sẽ thời điểm, Như Lai cả cái người đều mộng. Não Hải bên trong xuất hiện một đống lớn chào hỏi. Ý gì a? À? Ngay từ đầu Như Lai thật là không có xem hiểu a, à, ngươi nha ăn đào còn nói quá đi, nhưng là không cần kia dế nhủi ăn thụ dịp gặm vỏ cây a. À. Làm Như Lai tại nhìn thời điểm, cả cái người đều ngốc. Bởi vì Tôn Tiểu Không lấy cực nhanh tốc độ Tại chính mình ngay người cái này một hơi thở, đã làm hơn trăm khỏa đào thụ. Dây lát ở giữa, như lai trực tiếp liền đứng dậy hướng thiên đình chạy đi. Lăng tiêu bảo điện bên trong. Dương tiễn na tra các loại người, gấp đến độ không được. Chỉ bất quá, ngọc đế biểu thị, để viên đạn bay một hồi. Bệ hạ, thế gian thái bình thịnh thế, chúng sinh ảnh gia đình vui. Không phải sao, thái bạch kim tinh cũng trở về. Người cả đời này, Hắn cũng qua xong. Ừm, tốt. Ngọc Đế Tâm tình vui vẻ, gật đầu nói, cũng không có đề phía trước những sự tình kia. Bệ hạ, chúng ta lúc nào đuổi bắt yêu hầu a, ta cũng chờ không được. Na Tra có chút không chịu nổi tính tình. Ngọc Đế khoát tay một cái nói, chớ hoảng sợ, ta phỏng chừng hắn lúc này vừa ăn xong đào, ngay tại bàn đào hội uống rượu, tại chờ một hồi hắn. Nói cho cùng, chúng ta lúc này phải nghiêm túc lên đến cho nên muốn cho hắn cơ hội để hắn phạm phải sai lầm lớn vô pháp bù đắp sai lầm lớn nói dứt lời ngọc đế sờ lấy cái bàn nhịn không được nội tâm tại nghĩ thần tượng ngươi rốt cuộc phát sóng không biết rõ lúc này có thể cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đâu bệ hạ không phải nói năm nay bàn đào hội đổi chỗ rồi xích cước đại tiên đến lăng tiêu bảo điện về sau mở miệng nói ra ách ngọc đế nghe lấy xích cước đại tiên cũng là sững sờ nhíu nhíu mày cho thái bạch kim tinh một ánh mắt cái này thái bạch kim tinh mặc dù đi làm một đời người trở về nhưng là cùng ngọc đế ăn ý vẫn luôn tại chỉ thấy thái bạch kim tinh mở miệng nói ra trước mắt bệ hạ ngay tại thần du tam giới đại tiên ngươi chờ một chút nói lại rất hiển nhiên ngọc đế có ý tứ là để viên đạn tiếp tục bay muộn hai phút tại tiếp lời kịch mở kịch xích cước đại tiên nghe lấy hai người nhẹ gật đầu liền không nói chuyện chờ lấy ngọc đế Lúc này lăng tiêu bảo điện bên trong. Một cái cái chờ xuất phát, giống Na Tra, Dương Tiễn, Lý Tĩnh, Tứ Đại Thiên Vương chờ một ít thiên đình chiến tướng tinh quân nhóm, đều sớm đã đem trang bị chiến giáp cho mặt. Liền đợi đến Ngọc Đế ra lệnh một tiếng, đại gia trước đi bàn đào vườn, lại đi bể tắm một bên, tìm tới tôn tiểu không chứng cớ phạm tội, sau đó tiến đến hoa quả sơn đuổi bắt hắn quy án. Đại Thiên Tôn, ngươi thế nào còn tại nơi này ngồi? Yêu hầu đã xông ra đại họa. Cái này gia hỏa, người tới liền là từ Linh Sơn tốc độ cao nhất chạy tới Như Lai, Như Lai đặc biệt gấp cáp, A-di-đà Phật cũng không có la. Ừm. Như Lai vừa xuất hiện, Ngọc Đế cùng chúng tiên đều có chút im lặng. Thầm nghĩ, ngươi nha cần cái này yêu hầu gấp sao? Bọn ta diễn viên quần chúng còn không có chạy, ngươi liền đến chuẩn bị xuất thủ rồi. Ngọc Đế cười cười nói, đã như Lai Phật Tổ đã chờ không nổi, vậy bây giờ liền phái người, tiến đến bàn đào vườn cùng bàn đào hội tìm tòi không không cần nhìn xem ngọc đế kia không vội không hoảng hốt dáng vẻ như lai đều gấp chết nói ta mới vừa ở linh sơn gặp kia tôn tiểu không đem bàn đào vườn bên trong bàn đào ăn tận không chỉ như đây càng là liền bàn đào thụ diệp võ đều không có bỏ qua nhưng đây vội vàng chạy đến thông tri họa tàu thật giả cái này gia súc sao liền diệp tử cùng vỏ cây đều không bỏ qua. Một nhóm tiên rất rõ ràng là chấn kinh, tại lăng tiêu bảo điện tại Ngọc Đế cùng Như Lai trước mặt, đều miệng phun hương thơm. Nói thật, Như Lai cũng là có chút im lặng, hắn liền buồn bực, Ngọc Đế liền này yên tâm tôn tiểu không. Nháo thiên cung chuyện lớn như vậy, Ngọc Đế thế mà không có nhìn chằm chằm, thực sự là. Tam giới bên trong, chuẩn thánh mặc dù không ít, nhưng là cũng chính là Như Lai cùng Ngọc Đế hai người nhìn chằm chằm vào tôn tiểu không nói cho cùng hắn nhóm một cái là linh sơn lão đại một cái là tam giới chi chủ cho nên làm lão đại khẳng định là muốn nhọc lòng ngọc đế còn là mang nhọc lòng chỉ bất quá cái này sống là cái ngoài ý muốn không phải sao ngọc đế cau mày tính toán một cái dây lát ở giữa liền là một cái ngoạ tàu bàn đào vườn a nói chuyện ngọc đế hướng thẳng đến bàn đào vườn liền bay đi chúng tiên vừa nghe liền ngọc đế đều kích động miệng phun hương thơm chẳng lẽ tôn tiểu không thật đúng là liền dịp, võ đều không bỏ qua. Chỉ chốc lát sau. Ngọc đế, như lai cùng chúng tiên đuổi tới bàn đào vườn lúc. Dây lát ở giữa, sơ cứng. Nhìn xem nguyên bản xanh xanh đỏ đỏ bàn đào vườn, hiện tại tựa hồ liền giống tiếng nhập tuyết lớn đầy trời mùa đông, hơn 3.000 quả đào thụ, toàn bộ là trụi lũi. Không chỉ một quả quả đào không có, liền nhất phiến diệp tử đều không có. Bàn đào thụ, quá đâm tâm, liền ta y phục đều cho ta ăn. Bàn đào vườn bên trong, trên mặt đất còn có trước đây tảng mát đào hoa, không biết chỗ nào đến một trận gió, đem trên mặt đất đào hoa thổi lên. Hô hô hô. Hô 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 hô. hô. Bông tuyết bồng bền. Gió bất rền vang. Thiên địa nhất phiến thương mang. Lúc này cảnh này, không có cái gì so một cắt mai càng có thể hình dung trước mắt bàn đào vườn cùng với. Ngọc đế các loại người tâm tình không chỉ có là kia trụi lũi bàn đào thủ giống như là tiếng nhập mùa đông còn có kia mạng thiên phi vũ đào hoa giống như tuyết bay bình thường không trung phi vũ lại thêm chúng tiên kia ưu thương thần sắc chân tình giống thảo nguyên rộng rãi tần tần phong vũ không thể ngăn trở không không phải như vậy chúng tiên ở trong lòng thống cổ kêu gào hắn nhóm rất khó tiếp nhận sự thật này bàn đào vườn a một vườn đào một cái không có lưu a à. cái này lui về phía sau những năm này nhóm người mình ăn cái gì a à? gặm vỏ cây đều không có cơ hội a à. bệ hạ bảy vị công chúa các nàng ở bên kia thái bạch kim tinh phản ứng qua đến nhìn đến nơi xa thất tiên nữ hướng về ngọc đế nói nhỏ ngọc đế cũng là một hạ tử lấy lại tinh thần nhìn đến bảy người liền biết rõ bảy người là bị tôn tiểu không sử định thân thuật tôn tiểu không sử dụng định thân thuật thời điểm cũng là ngọc đế từ tẩm cung, đi tới lăng tiêu bảo điện thời điểm, càng là tôn tiểu không thực hành, sạch trơn, hành động thời điểm. Giải Ngọc đế nói xong, bảy người định thân thuật giải về sau, bảy người lúc này liền xoay người chuẩn bị hướng bàn đào viên ngoại chạy tới. Chỉ bất quá, vừa vừa quay đầu lại, bảy người nhìn đến chính mình phụ hoàng, còn có mãn thiên thần tiên. Còn có như lai. Bảy người ngay tại chỗ liền sững sờ. Một mặt mê mang cái gì tình huống? Đây cũng là đến mắt Tôn Tiểu không sao. Thiên a. Đại tỷ ngươi nhóm nhanh những cái kia bàn đào. cây. Tử Nhi tại phát hiện bàn đào thủ biến hóa sau khi, ngay tại chỗ liền dọa mộng. Hồng Nhi mấy người quay đầu nhìn lại, dây lát ở giữa cũng là cả cái người đều ngốc. Bốn chữ. Khủng bố như vậy. Cái này gia hỏa, bảy người bị cảnh tượng trước mắt dọa đến, liền Tôn Tiểu không hôn các nàng sự tình đều quên tràn diện rất yên tĩnh. Đi bàn đào hội. Ngọc Đế nhìn một chút chính mình bảy cái nữ nhi, cũng không có hỏi cái gì, trực tiếp quay người hướng giao trì phương hướng đi tới. Cái này cũng không có cái gì có thể hỏi, mặc kệ là Ngọc Đế hay là chúng tiên, cũng nhìn ra được, đây chính là tôn tiểu không định trụ bảy người, sau đó bắt đầu làm ác. Chỉ bất quá, chúng tiên có chút buồn bực. Cái này tôn tiểu không tại đem bảy người định trụ về sau, không biết rõ có không có làm cái gì hỏng sự tình. Tôn tiểu không, nhìn ngươi nhóm kia bẩn thiểu tư tưởng, ta chính là thân cái miệng mà thôi. Sau đó, mọi người tại đi đến giao trì lúc, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cái gì đâu? Bởi vì trên mặt đất trừ ngủ lấy một ít lực sĩ đạo đồng bên ngoài, cái gì cũng không có, cũng không có một mình tơ giấu vết hư hại. Ngọc đế cùng chúng tiên ý nghĩ đầu tiên chính là, vương mẫu thật có dự kiến trước đem bàn đào hội đổi địa phương, không có bị tôn tiểu không tai họa. Đi, đánh thức hắn nhóm, ngủ ở nơi này thành thế nào thể? Ngọc Đế lại nói một nửa, cảm giác không thích hợp A, à, cái này đoàn người rõ ràng liền là bàn đào hội làm việc vặt. Mà bây giờ đều hai tay trống không nằm trên mặt đất, chẳng lẽ là nửa đường bị tôn tiểu không cướp đi rồi. Họa tào. Ngọc Đế một thời gian có một cái to gan ý nghĩ. Phía sau chúng tiên cùng như Lai Tự Hồ cũng đoán được cái gì. Thế là mọi người tại sách theo cái này một hơi tình huống dưới, đánh thức một nhóm lực sĩ đạo đồng. Những này người, bị đánh thức lúc mơ mơ màng màng, vuốt mắt một nhìn. Ngoạ tào. Tham kiến Ngọc Đế. Tham kiến các vị thượng tiên. Cái này gia hỏa, một nhìn thấy nhiều người như vậy, những này lực sĩ đạo đồng đều dọa sợ. Người nhóm cái này hội ngủ ở nơi này. Thái Bạch Kim Tinh sách theo tâm hỏi. Ta nhóm ta nhóm ngay tại quân đồ. Chuyển. Mấy người nói chuyện, nhìn xem bốn phía trống rỗng, một thời gian mộng. Nhóm người mình không phải ở chỗ này làm việc quân đồ sao? Cái này. Thế nào đột nhiên một hạ cái gì đều không có rồi? Ngọc Đế trầm mặt, hướng về bên cạnh thiên tướng nói, đi gọi vương mẫu tới. Chúng tiên một cái cái nhíu mày, nội tâm mặc dù cũng đã có suy đoán, nhưng là không có người nguyện ý tin tưởng sự thật này. Như Lai nhìn mắt bên cạnh Ngọc Đế, cho Ngọc Đế đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Theo sau hai người đi đến một bên. Ngọc Đế khó hiểu nói, thế nào rồi? Như Lai sắc mặt thở dài nói, một hồi hỗ trợ khuyên nhủ vương mẫu, ta sợ nàng biết rõ bàn đào vườn bên trong sự tình, đem kia thạch hầu cho. Ngọc Đế nhướng mày, suy nghĩ một chút thật đúng là a. À. Thầm nghĩ, cái này chết hầu tử, quá gia súc. Người nhà đem đào ăn xong cũng coi như thôi ngươi vì cái gì không lưu thụ dịp cùng vỏ cây đâu. Nghĩ nghĩ ngọc đế nhẹ gật đầu. Sau một lát, vương mẫu nương nương đến. Lại nói, cái này mở bàn đào hội nha, vương mẫu khẳng định là nhân vật chính. Khi là nhân vật chính, khẳng định là muốn tiền điện thoại một phen tâm tư ăn mặc một phen. Bây giờ vương mẫu cắt vị Mỹ. Bị ngọc đế phái người gọi tới, vương mẫu cũng không kỳ quái, nói cho cùng cái này bàn đào hội nên xảy ra chuyện gì, trong nội tâm nàng đều biết. Mà tại vương mẫu nhất đến về sau, nhìn xem nguyên bản chuẩn bị mở bàn đào hội địa phương, trống rỗng cái gì đều không có. Một thời gian vương mẫu cũng là một mặt mê mang vấn đạo, là ngươi nhóm lâm thời thay đổi bàn đào hội địa điểm. Ngọc đế mắt nhìn bên cạnh như lai, like, hướng về vương mẫu nói ra, cái này. Sự tình đâu, cùng ngươi nói một hạ, ngươi. Bớt giận một hạ, đừng xúc động. Đúng, bớt giận một hạ, đừng xúc động. Như Lai cũng là mở miệng khuyên nhủ. Vương Mẫu một hạ tử mặt liền lạnh xuống. Ngọc Đế cùng Như Lai chính miệng mở khuyên. Khi lần này Thạch Hầu chỉ sợ là gây tai họa không nhỏ. Nói thẳng đi, ăn ta nhiều ít bàn đào, còn là hủy hoại ta nhiều ít bàn đào thụ. Còn có trước mắt chuẩn bị bàn đào hội, cũng đều bị kia hầu tử ăn vụng sạch. Vương Mẫu nhìn xem đám người hỏi. Ngọc Đế cùng Như Lai không có mở miệng. Hồng Nhi tại Vương Mẫu bên cạnh nói nhỏ một một cái liền trộn một cái không thể nào vương mẫu có chút quái dị nhìn xem đám người một cái không có thừa cái gì vương mẫu cái này vừa nghe dây lát ở giữa nổi trận lôi đình quá mức ngươi tùy tiện ăn thì ăn tối thiểu ngươi muốn đem những cái kia không quen lưu lại đi đúng là không có thừa ngọc đế gật đầu nói hơn nữa diệp tử cùng vỏ cây không có thừa vương mẫu khí trực tiếp tại chúng tiên trước mặt liền bắt đầu miệng phun hương thơm cái này là chân khí gấp bằng không sẽ không không cần một điểm hình tượng vương mẫu nhìn xem đám người cắn răng hỏi nói hiện tại thạch hầu ở đâu đừng xúc động việc này giao cho chúng ta đúng ta nhóm giải quyết như lai cùng ngọc đế mở miệng nói ra vương mẫu mắt lạnh nhìn hai có người nói người nhóm có thể giải quyết đúng không ta muốn đem cái này thạch hầu băm, đem hắn thi thể rơi tại bàn đào vườn làm chất dinh dưỡng. Ách! Chúng tiên nghe lấy vương mẫu, không khỏi hút một khí lạnh. Khủng bố như vậy. Vương mẫu còn là cái kia vương mẫu. Ngọc đế mắt nhìn chính mình mấy đứa con gái nói, Hồng Nhi, ngươi nhóm trước đỡ vương mẫu về giao trì, những người khác hiện tại cùng ta cùng một chỗ đi lăng tiêu bảo điện, thương nghị đuổi bắt yêu hầu như lai nhìn xem ngọc đế dẫn người đi thương lượng đuổi bắt thạch hầu sự tình hắn cũng không có cùng lên mà là đi đến vương mẫu bên cạnh nói ta trước đi tìm quan âm bàn đào vườn sự tình kia nàng kia trong bình thủy có thể gia tốc bàn đào thụ khôi phục như lai ý tứ mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng là hắn nhóm hội tận lực giúp một tay muốn nói bàn đào thụ cũng đều không chết chỉ bất quá không có vỏ cây cần khôi phục một chút không thể không nói Tôn Tiểu không cho tam giới chúng tiên lại tới bài học. Khi chính là cái gì gọi trung thực người. Có ít người, ngươi nhìn xem hắn trung thực, nhưng là một ngày bạo phát khủng bố như vậy. Lúc này Tôn Tiểu không chính là như vậy, từ đến thiên đình về sau, một mực thành thật. Mà chúng tiên cũng không có người hội nghĩ đến, Tôn Tiểu không hội đem bàn đào thụ diệp tử vỏ cây đều cho ăn. Vương Mẫu hiện tại rất tức giận. Mặc dù không đến mức thật đem Tôn Tiểu không băm làm phân bón, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua tôn tiểu không lăng tiêu bảo điện bên trong chúng tiên mới vừa ai vào chỗ nấy ngọc đế chuẩn bị phát ra nhiệm vụ lúc lão quân đến chỉ thấy lão quân vội vàng hấp tấp còn không có tiếng lăng tiêu bảo điện liền mở gọi ngọc đế thạch hầu bắt được không có a cái này thạch hầu thật là một cái súc sinh a chúng tiên cho mày một cái thầm nghĩ kẻ này chỉ sợ đem đâu xuất cung cũng hòa hại không nhẹ a à. ngọc đế cũng là mộng liền kia để viên đạn bay một hồi tôn tiểu không cái này gia hỏa thế mà nháo cái này đại nhìn xem lão quân nổi giận dáng vẻ cũng không giống là giả vờ ngọc đế tâm lý càng là vui vẻ không sai ngươi cho rằng ngọc đế rất sầu sầu cái quỷ a à. ngọc đế cảm giác quá chơi vui rất có ý tứ chỉ thấy ngọc đế giả vờ như một mặt thâm trầm nói, lão quân chỉ giáo cho. Lão quân mặc dù không có giống vương mẫu tức giận như vậy, nhưng là cũng vô cùng tức giận nói, kia đầu khỉ quá gia súc, đem ta tiên đan, sinh thuộc một khối nuốt không nói. Còn đem ta chuẩn bị tốt nhiều tiên thảo vật liệu đều làm cho chạy, liền liền ta quạt lửa dùng quạt ba tiêu đều cho lấy đi. Những cái kia tiên thảo vật liệu mới là mấu chốt A, đây là vì đời tiếp theo đang nguyên đại hội chuẩn bị. Thao Chúng tiên nghe lấy lão quân, dây lát ở giữa đều nổi trận lôi đình. Đang nguyên đại hội, kia cùng bàn đào hội không sai biệt lắm, liền là lão quân luyện chế một nhóm tiên đan, sau đó từ Ngọc Đế làm chủ, mời tam giới tiên Phật cùng tụ hội. Hiện tại cái này xem xét, nói cách khác. Lui về phía sau những năm này, bàn đào không có đến ăn. Kim đan không có đến ăn. Cái này gia hỏa, chúng tiên bây giờ căn bản liền không cần diễn. Còn diễn cái mấy tám kịch a một cái cát tức giận bốc khói trên đầu. Không thể không nói, lúc này tôn tiểu không cho đại gia an bài rõ ràng, một điểm không làm cái kia chút diễn kỹ không tốt thần tiên xấu hổ. Bệ hạ, thần thỉnh chiến. Thần cũng thỉnh chiến. Còn có ta. Còn có chúng ta. Cùng một chỗ đi giết tới hoa quả sơn, đồ yêu hầu. Lúc này tôn tiểu không đã kích khởi công phẫn. Ngọc Đế Huyên chỉ nói, thác tháp thiên vương, na tra, nghe lệnh trẫm mệnh ngươi vì hàng ma đại nguyên soái na tra vì tam đàn hải hội đại thần dẫn đầu tứ đại thiên vương nhị thập bát túc cửu diệu tinh quang thập nhị nguyên thần ngũ phương yết đế tứ trị công tào đông tây tinh đấu nam bắc nhị thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng mang mười vạn thiên binh đi tới hoa quả sơn bố mười tám đỡ thiên la địa võng cầm nã yêu hầu thần tuân chỉ chúng tiên nghe lệnh trực tiếp điểm binh đi tới hoa quả sơn dương tiễn nhìn xem đám người chờ xuất phát mộng không thích hợp a à? giống như không có mình a à? bệ hạ ta đây ngọc đế khoát tay một cái nói không vội đám tiếp theo nói thật ngọc đế thầm nghĩ cái này gia hỏa một hạ đem các ngươi đều đứng hàng đi ngươi nhóm nhiều người như vậy thật đem tôn tiểu không bắt trở lại thế nào làm ngọc đế đợi lâu như vậy trực tiếp thế nào nói cũng đến an bài hai ba trận dương tiễn Dương Tiễn hiện tại tâm tình rất lo nghĩ, hắn bức thiết nghĩ muốn gia nhập chiến đấu, bạo đánh tôn tiểu không. Hoa Quả Sơn Ngay tại tu luyện tôn tiểu không, nghe đến hệ thống nhắc nhở, một lần sửng sốt. Tích Chọc giận sáo lộ thành công, sống được đến, kim đang ít một trăm. Chính mình tại Hoa Quả Sơn ngồi không nhúc nhích, lúc nào chọc giận người nào rồi? Sáo lộ người nào rồi? Tài thần, đều đừng cản ta, ta muốn cùng hắn đơn đấu chúng tiên, đơn đấu cái gà ít, toàn bộ cùng tiến lên chơi chết hắn. Đương nhiên, sống được được thưởng loại sự tình này, tôn tiểu không thế nào hội nóng giận đâu. Đại vương! Đại vương! Mau ra đây, mau tới người, thiên binh thiên tướng đánh tới. Tất cả mọi người tập hợp. Một thời gian, tôn tiểu không vừa muốn tại nhắm mắt tu luyện một hạ, bên ngoài chúng hầu liền bắt đầu ồn ào. Lúc này, thiên đình đại quân đã giết tới hoa quả sơn tứ đại thiên vương, ngũ phương yết đế, tứ đại thiên vương quyền tổng chế, ngũ phương yết đế điều nhiều binh. Lý thác tháp trung quân trưởng hào, na tra toàn bộ tiên phong. La tinh vì đầu kiểm điểm, kế đô tinh theo sau tranh vanh. Thái âm tinh tinh thần phấn chấn, thái dương tinh chiếu rọi rõ ràng. Ngũ hành tinh thiên có thể hào kiệt, cửu diệu tinh thích nhất tương tranh. Nguyên thần tinh tử ngọ mão dậu, mỗi một cái đều là đại lực thiên đinh. Thơ nói thiên sinh hầu vương biến hóa nhiều trộm đang trộm rượu vui vùng núi hẻo lánh chỉ vì phá rối bàn đào hội mười vạn thiên binh trải lưới la làm tôn tiểu không ra thủy liêm động lúc hoa quả sơn đã bị thiên binh thiên tướng vì một cái chật như nêm cuối tôn tiểu không cũng trực tiếp đứng tại thủy liêm động cửa vào phát lệnh nói tứ đại thiên vương nghe lệnh đông tà thân thông dẫn đầu năm ngàn hầu binh trấn giữ phương đông tây độc trung thông dẫn đầu năm ngàn hầu binh trấn giữ phương Tây. Nam đế A Lý, dẫn đầu 5.000 hầu binh, trấn giữ Nam Hải. Bắc cái xí Nga, dẫn đầu 5.000 hầu binh, trấn giữ phương Bắc. Các lộ nhân mã, dùng thủy liêm động làm trung tâm, trấn giữ tốt tứ phương, tránh tu vi yếu tộc nhân bị nạn. Nhớ lấy, tính mệnh làm trọng. Vâng, đại vương. Bốn người nghe lệnh, gật đầu quay lại nói. Công tiểu không nhìn xem không trung mãn lớn đám mây, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Người tới, cho ta hắc tám dẫn ra đến, hôm nay ta muốn nhất kỵ đương thiên. Nghe lấy tôn tiểu không, một cái tiểu hầu tử từ thủy liêm động bên trong dẫn ra đến một nhóm hắc mã. Không sai liền là lúc trước cái kia, lão bác bí chế cố lên số tám hắc mã. Trong tầng mây, Lý tỉnh cùng mọi người vừa nhìn thấy thủy liêm động bên trong ra đến kia thất hắc mã, dây lát ở giữa liền là. Ngoạ tàu cái này thạch hầu thế nào buồn nôn như vậy cái này cũng quá buồn nôn người a cái này gia hỏa đám người càng là muốn chém chết tôn tiểu không lăng tiêu bảo điện bên trong ngay tại quan chiến ngọc đế một nhìn thấy nhóm này hắc mã dây lát ở giữa liền là một mặt chấn kinh thầm nghĩ ni mã không hổ là ta thần tượng còn chưa bắt đầu liền cho ta một cái cái này lớn kinh dạ Tôn Tiểu không một thân trang bị xuyên đủ, cưỡi hắc tám, một đường vọt tới tầng mây đối diện, nhìn xem đám người gọi nói, ta tề thiên đại thánh. Người nào dám đánh với ta một trận? Nói chuyện, Tôn Tiểu không tay trái tiểu thất bảo diệu thụ, tay phải kim cô bổng, mặc dù chỉ là một người, khí thế giống như chiến thần. Phi Tôn Tiểu không, ngươi có buồn nôn hay không, có thể hay không trước đem ngươi cái này mã cho thu hồi đi. Na tra nhịn không được mở miệng dỗi nói đúng tôn tiểu không ngươi quá buồn nôn nhanh điểm đem mã cho dắt trở về chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nhóm không biết rõ ngươi cái này là cố ý đám người không ít đều trực tiếp mở dỗi quá làm người buồn nôn ngươi nha có thần thông thuật pháp còn cưỡi ngựa không phải rõ ràng làm người buồn nôn sao mấu chốt nhất nếu như tôn tiểu không cưỡi cái này số tám hắc mã hắn nhóm đang cùng tôn tiểu không đánh nhau kia hắc mã đột nhiên thả cái rắm làm sao xử lý Quái dọa người. Công tiểu không nghe lấy lời của mọi người. Sắc mặt một giới nói. a, à. Bị ngươi nhóm nhìn xuyên ha. Nói trước lời. Bay xuống mã hướng về H8 đạo. Cho chúng tiên chào hỏi. Ngươi trước hết về Thủy Liêm Động đi. H8 gọi một âm thanh. Hướng thẳng đến hạ mặt Thủy Liêm Động chạy tới. Không trung còn lưu lại một tiếng. Bu. Rất ma tính. Họa tào. Chúng tiên ngay tại chỗ tức thiếu chút nữa đuổi theo đem H8 cho chém chết. Quá tiện tôn tiểu không nhìn xem đám người mở miệng nói ra tốt cái này hạ ngươi nhóm hài lòng người nào dám ra đây đánh với ta một trận chúng tiên nghe lấy tôn tiểu không ngo nghe muốn động nhưng là lý tĩnh mở miệng nói ra lớn gan yêu hầu ngươi lúc đầu đại náo địa phủ ngọc đế chẳng những không có trách tội cùng ngươi còn kém thái bạch kim tinh mang ngươi thượng thiên làm quan nghĩ không ra ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa đối đồng liêu xuất thủ độc ác phạm phải đại tội bây giờ ngươi đã phạm phải không thể bù đắp đắc tội bàn đào vườn bị ngươi ăn tinh quang bàn đào hội bị ngươi trộn sạch trơn liền lão quân đều kim đan vật liệu ngươi đều không có bỏ qua hiện tại còn không mau mau từ bỏ chống lại theo chúng ta đi thiên đình hỏi tội Tôn tiểu không nhìn xem lý tĩnh nhếch miệng sau đó liền thu kim cô bổng thu tiểu thất bảo diệu thụ nói thắc tháp thiên vương nói rất đúng ta cảm giác được chính mình tội không thể tha ta đầu hàng Ta. Điên rồi. Tôn Tiểu không nói chuyện, chú ý sắc mặt của mọi người dần dần mộng bức, đột nhiên vui mừng mà nói, ha ha. Lừa các ngươi. Tích. Sáu lộ thành công, hoạch đến, kim đang ít năm. Ni mã. Chúng tiên nghe lấy Tôn Tiểu không, cũng không tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Cái này Tôn Tiểu không nếu là thật đầu hàng, vậy bọn hắn còn đánh cái chùa y a Đầy bụng tức giận hướng chỗ nào ra? Lý Tĩnh vừa đã nói xong, hiện tại cũng không nói nhảm trực tiếp mở miệng nói, Cửu Diệu Tinh quân ra khỏi hàng, nên chiến yêu hầu. Cái này Cửu Diệu Tinh quân là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thái dương, thái âm, kế đô cùng La hầu. Là, kế đô tinh quân, hỏa đức tinh quân, mộc đức tinh quân, thái âm tinh quân, thổ đức tinh quân, La hầu tinh quân, thái dương tinh quân, kim đức tinh quân, thủy đức tinh quân nhìn xem trong tầng mây bay ra ngoài chín người tôn tiểu không nhíu nhíu mày tâm lý có chút khó chịu cái này lý tĩnh nhìn có chút không lên người a à. yêu hầu để mạng lại cái này gia hỏa chín người trực tiếp cô lấy gia hỏa hướng tôn tiểu không vây công tôn tiểu không tay bên trong kim cô bỗng biến như cái bát một dạng thô trực tiếp liền là một côn quét ngang ra chính người này khí thế hùng hổ nhưng mà xem xét tôn tiểu không cái này kim cô bỗng đánh tới lại là ngay ngắn lui ra phía sau, không một người dám tiếp. Nhìn chín người lui ra phía sau, Tôn Tiểu không cất bước liền muốn truy đánh đi qua. Chỉ thấy chín người trực tiếp quay đầu về tầng mây. Thiên vương, cái này thạch hầu thần thông quảng đại, ta nhóm không phải là đối thủ, bại trận. Tôn Tiểu không. Ta mẹ nó. Tôn Tiểu không im lặng chết rồi, đánh sao? Thao. Người nhóm dù sao cũng là tiếp ta một chiêu, để ta xem một chút ta hiện tại lực lượng lớn không lớn lại nói a à. lại nói một chiêu không có đánh ngươi nhóm liền bại hạ trận là ta nhân vật chính quan hoàng vương bá chi khí đại thành rồi lý tỉnh cũng là mộng ngươi nhóm là thật sợ a à. tứ đại thiên vương nhị thập bát túc nghe lệnh nên chiến yêu hầu lý tỉnh lại lần nữa ra lệnh nghe lấy lý tỉnh chỉ lệnh tứ đại thiên vương cùng nhị thập bát túc trực tiếp liền đem tôn tiểu không vây lại lúc này. Xem ra, hẳn là là thật đánh. Tôn tiểu không, lúc này chúng ta tân thù nợ cũ cùng một chỗ tính. Mau mau chịu chết đi. Để mạng lại. Trong đám người này, trước tiên tứ đại thiên vương vừa bay ra, trực tiếp tự tại bốn cái chủ phương hướng bày xuống trận, mà 28 tinh tú, tự hồ cũng là bày ra một cái trận pháp gì tới. Đương đương đương. Không trung, ma lễ hải dẫn đầu ba động tỳ bà chỉ thấy từng đợt hắc phong thổi tới. Chỉ một thoáng, tôn tiểu không bốn phía phong hỏa tề tụ, vây công lấy tôn tiểu không. Yêu hầu, xem kiếm. Ma lễ thanh trực tiếp tế ra, thanh vân kiếm. Phong thanh cùng tỳ bà âm tương giao cùng một chỗ, giống như tận thế, nghe trong lòng người sinh ra ý sợ hãi. Tôn tiểu không đỉnh đầu từng đợt mưa kiếm rơi xuống, bốn phía hỏa xà nhẹ nhàng nhảy múa. Ha ha, yêu hầu nhìn điêu cái này ma lễ thọ gặp tôn tiểu không bị cầm âm hiếp mắt tâm trí đem hoa hồ điêu tế ra hoa hồ điêu tại không trung hóa thành phi dực cự tượng một cái liền cắn trên người tôn tiểu không chắc nghe lấy không trung âm thanh chúng tiên nhướng mày không biết rõ hắc phong bên trong tôn tiểu không là cái gì tình huống chẳng lẽ là cái này ma lễ thọ hoa hồ điêu cắn đến tôn tiểu không kim cô bổng đem răng bị băng rơi rồi bất quá chúng tiên đoán đúng một nửa. Hoa hồ điêu răng đúng là băng rơi, bất quá không phải cắn đến kim cô bổng, mà là cắn đến tôn tiểu không thân thể. Hắc phong bên trong Tôn tiểu không mặc dù ngay từ đầu bị ảnh hưởng hạ, nhưng mà cũng chính là một sát na kia mà thôi. Nhìn phi kiếm Đà Sưu sưu sưu. Một thời gian, tôn tiểu không còn không có cân nhắc đến, sử dụng biện pháp gì, có thể rất trắng trợn vơ vét một đợt pháp bảo đâu. Liền gặp kia nhị thập bát túc, từng cái tế ra pháp bảo, hướng về trong đám gió đen cuồng bạo là tôn tiểu không đánh tới. Những này người gần không được thân, liền là tế ra pháp bảo, xa xa liền làm. Lốc bốt. Hắc phong bên trong, không ngừng truyền đến các loại binh khí pháp bảo tiếng va chạm. Thôi đi, ta còn tưởng rằng cái này chết hầu tử nhiều đại bản sự đâu, cứ như vậy không được rồi. Na tra nhìn xem hắc phong bên trong, đánh khí thế ngất trời, khinh thường nói ra. Lý tỉnh nhíu mày, luôn cảm giác trong lòng có chút không ổn, nhưng là lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hoa hồ điêu từ hắc phong bên trong bay ra, há hốc mồm, trăng băng rơi mấy khỏa, tự hồ có chút chóng mặt, hướng thẳng đến ma lễ hải bên cạnh bay đi. Ha ha, người nhóm nhìn kia trồn chóng mặt, cũng không biết đạo chủ người ở nơi nào. Na tra cười nói. Không tốt, tam ca nhanh. Ma lễ thọ cảm giác được không thích hợp, vừa đem lời hô ra miệng tại gặp hoa hồ điêu lắc mình biến hóa biến thành tôn tiểu không ngũ đạo thải quan lóe lên ma lễ hồng tay bên trong hỗn nguyên tán còn không sử dụng trực tiếp bị tôn tiểu không tiểu thất bảo diệu thụ soát rơi hô 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 tôn tiểu không tay mắt lanh lẹ một chiêu tụ lý càng khôn liền đem ma lễ hồng hỗn nguyên tán lại lần nữa thu vào tụ lý càng khôn cái này hỗn nguyên tán trước mắt đối tôn tiểu không có chút vi hiếp bởi vì hắn có thể triệt tiêu tôn tiểu không tụ lý càng không hấp lực không tiện tôn tiểu không cướp pháp bảo cùng binh khí. Ha ha! Đều là ta! Tại thu ma lễ hồng hỗn nguyên tán về sau, tôn tiểu không cười lớn một tiếng, tay trái quét một cái, tay phải khẽ hấp. Ma lễ thanh thấy thế, quyết định thật nhanh, trực tiếp thu chiêu, cũng đem thanh vân kiếm thu về. Mà ma lễ hải, do dự lần trước trực tiếp bị đánh ngất xỉu, không có tham chiến, kinh nghiệm không đủ, cho nên phản ứng hơi chậm một chút thẳng đến tay bên trong tỳ bà bị xoát rơi, mới phản ứng được. Nhưng là thì đã trễ. Nhị thập bát túc bởi vì mới vừa tôn tiểu không tại hắc phong bên trong, không được cận thân, là sử dụng xa tế ra pháp bảo binh khí công kích, cũng căn bản không có cơ hội thu hồi. Ngay ngắn đều bị tôn tiểu không tiểu thất bảo diệu thụ xoát rơi, đồng thời thu vào tụ lý càng không bên trong. Liền ma lễ thọ đều hoa hồ điêu, lần này đều không thể may mắn thoát khỏi. Lý tỉnh thấy thế, vỗ lông mày thầm nghĩ liền nói cảm giác là lạ ở chỗ nào ai chết hầu tử người cái này sử dụng pháp bảo khinh người tính cái gì hảo hán na tra có chút nhìn không được nói đúng tôn tiểu không có bản lĩnh đem pháp bảo còn cho chúng ta chúng ta tại đấu một trận có dám hay không tái đấu một trận tứ đại thiên vương cùng nhị thập bát túc cũng là tề thanh dỗi nói tôn tiểu không có chút im lặng liếc đám người một mắt thản nhiên nói, xin đừng nên đem ta trí thông minh thấp kéo ngược lại cùng các ngươi một cái trình độ tạ ơn. Nói đùa đâu? Thật vất vả cướp đến pháp bảo binh khí, còn trả lại cho các ngươi một lần nữa tại đánh một trận, ta ăn no căng cứng. Ngươi! Tôn tiểu không ngươi thế nào cái này quá phận. Đánh nhau liền đánh nhau, ngươi còn mang giật đồ. Tôn tiểu không nhìn xem chúng tiên liếu riếu, xua tay ngắt lời nói, đừng nói nhảm, các ngươi có phải hay không ngốc. Chơi nhà tròi đâu Vị kế tiếp Nói chuyện Tôn Tiểu không lạnh lùng nhìn xem đối diện Trên tầng mây chúng tiên Tại chúng tiên nhìn đến Thật đúng là đang chơi đùa mọi nhà Ni mã Cái này một hạ Chúng tiên không có vài cái dám động thủ Chính như hắn nhóm lần thứ nhất nhìn đến Tôn Tiểu không Tay trái tay phải một cái động tác chậm Đồng dạng, quá hố Nhìn xem đám người trầm mặt Tôn Tiểu không chỉ vào cự linh thần nói Ngươi liền là ngươi, ta nhớ rõ ta lần thứ nhất đi lăng tiêu bảo điện, ngươi rất cùng A tiểu tử. Ra đến đơn đấu. Họa tào. Cự linh thần bị tôn tiểu không điểm đến, dây lát ở giữa liền là im lặng. Cái này tứ đại thiên vương cùng nhị thập bát túc đều không làm gì được tôn tiểu không, chính mình còn cùng hắn đánh cái cái rắm A. Hừ, ta cự linh thần kinh thường cùng như ngươi loại này, chiến đấu bên trong cướp người phát bảo, không có nguyên tắc người đánh cự linh thần giả vờ như nghiêm túc nói. Cái gì? Tôn Tiểu không nhìn xem cự linh thần cái này thiết ngu ngơ, thế mà có thể nói ra tới cái này lời nói, cũng là hơi kinh ngạc. Cự linh thần, ta sớm tại trong lòng nghĩ qua tràn cảnh này, cái này là sớm chuẩn bị lời kịch. Sợ bức. Nhanh điểm, ngươi nhóm ai còn dám đánh với ta một trận. Thác tháp thiên vương, mau mau cầm ngươi bảo tháp, đến thu ta a. À. Tôn Tiểu không mở miệng khiêu khích nói. Na Tra vừa nghe Tôn Tiểu không cái này lời nói, giây lát ở giữa nhãn tình sáng lên. Nếu là Tôn Tiểu không có thể đem cha mình tháp cho cướp chạy, vậy sau này mình chẳng phải là tự do rồi. Thác Tháp Thiên Vương tâm lý có thể so những người khác suy nghĩ nhiều nhiều. Lý Tỉnh Tại không có đến Hoa Quả Sơn phía trước, đã biết mình nhóm người này bắt không được Tôn Tiểu không. Hơn nữa Ngọc Đế cũng không có tính toán một đợt cầm xuống Tôn Tiểu không, bằng không đã sớm để Dương Tiễn cùng theo đến. Cho nên lý tĩnh nơi nào sẽ cùng tôn tiểu không đánh lý tĩnh cân nhắc cân nhắc tại na tra bên tai nói nhỏ người đi nghênh chiến sau đó không được sử dụng pháp bảo binh khí vẫn phải cẩn thận phòng bị cái này tôn tiểu không hắn khí lực cũng đặc biệt lớn đánh mấy hiệp bại lui liền tốt không cần cùng hắn thật đấu ngạch na tra nghe lấy lý tĩnh nhớ mày tâm lý có chút xoắn suýt a bất quá nàng ngược lại là cũng nghe lý tĩnh nói cho cùng nàng mặc dù tùy hứng, nhưng mà cũng nhìn ra Tôn tiểu không tay bên trong tiểu thất bảo diệu thụ cùng tụ lý càng không phối hợp lợi hại. Chỉ thấy Na Tra bay ra tầng mây, nhìn xem Tôn tiểu không nói ra, chết hầu tử, ngươi phải có bản sự, hai ta đều không sử dụng pháp bảo thần thông, liền dùng binh khí, dùng võ nghệ luận cái thắng bại như thế nào. Ha ha. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi luận võ nghệ a? Tôn tiểu không có chút không vui nói cái này tiểu la lị tay bên trong pháp bảo nhiều tôn tiểu không còn trông cậy vào ở trong tay nàng nhiều cướp vài cái ngươi ngươi không dám na tra kích nói đần độn ngươi có phải hay không hổ bất quá tôn tiểu không nói dứt lời ngược lại là gật đầu nói nhìn ngươi dáng dấp cái này manh ta liền phá lệ không thu ngươi pháp bảo thế nào tốt ngươi cái chết hầu tử thật thích ăn đòn xem chiêu Na tra sắc mặt nhất nộ, trực tiếp cầm hỏa tim thương liền hướng là cái này công tới. Tôn tiểu không tâm lý vui lên, trước cùng ngươi đánh hai hiệp, hiệp ba liền thu ngươi hỏa tim thương. Theo sau, tôn tiểu không cũng sách theo kim cô bổng trực tiếp ngân kích đi lên. Bành. Thương côn đánh nhau. Na tra thân thể dây lát ở giữa giống như lưu tinh bị đẩy lui trên dưới 100 mét, mới đứng vững, mà tôn tiểu không xác thực không nhúc nhích tí nào. Chết hầu tử, ngươi thế nào cái này đại lực chấn ta tay đều kêu na tra nói chuyện không ngừng vung lấy tay muốn nói na tra khí lực đó cũng là không nhỏ hiển nhiên tại tôn tiểu không trước mặt còn chưa đủ tôn tiểu không vui lên thầm nghĩ ta còn có càng đại lực hơn không có xuất ra đâu lại đến ta lúc này nhường một chút ngươi tôn tiểu không vẫy gọi hướng về na tra gọi nói na tra tròng mắt nhất chuyển đột nhiên nói ai nha không đánh ta thụ thương. Nói dứt lời, trực tiếp bay đến trong tầng mây, đến Lý Tĩnh bên cạnh nói ra, cha, cái này chết hầu tử quá lợi hại, nhanh dùng bảo tháp thu hắn. Tôn Tiểu không mộng. Người nhóm những này người sao có thể cái này dạng A. Cái này dạng diễn ta, ta nên đi chỗ nào báo cáo. Một bên tứ đại thiên vương chờ lấy nghe lấy na tra, cũng là tán thành nói, Lý Thiên Vương, nhanh ra bảo tháp thu hắn. Đúng, thu cái này yêu hầu mặt hắn bản sự lại mạnh lại lớn chỉ cần tiếng ngươi bảo tháp hắn tự tại cũng đừng nghĩ ra đến lý tĩnh lúc này rất xấu hổ a à? cái này bày bức tể tử chính mình pháp bảo bị cướp còn muốn kéo chính mình xuống nước mẹ nó là cái này bất hiếu nữ cái hố thứ nhất cha không ổn ta nhìn cái này thạch hầu thần thông quảng đại chẳng bằng để thiên binh đến dùng thiên la địa võng đuổi bắt hắn lý tĩnh nghiêm trang nói kia thiên la địa võng bắt hắn ngươi không phải còn là cầm bảo tháp thu hắn nhiều lần quyết định lý thiên vương nhanh ra tay đi đây chính là đại công lao tôn tiểu không cầm tiểu thất bảo diệu thụ một bên lấy ra lấy lỗ tai một bên nhìn xem đối diện một nhóm người lẫn nhau hố lý thiên vương nhanh điểm xuất thủ ngươi nếu là không ra tháp thu ta cẩn thận hắn nhóm trở về đối ngọc đế cáo ngươi hình tôn tiểu không cũng là bức bách nói ra cái này gia hỏa tôn tiểu không mới mở miệng để trước mắt mọi người sáng lên, như có điều suy nghĩ nhìn xem Lý Tĩnh. Ý kia chính là, ngươi xuất thủ không xuất thủ, không xuất thủ ta nhóm trở về thật cáo trạng. Lý Tĩnh thật là phục. Yêu hầu. Xem chiêu. Bị buộc bất đắc dĩ, Lý Tĩnh chỉ có thể tế ra bảo tháp. Chỉ thấy bảo tháp bay lên tại tôn tiểu không đỉnh đầu ra, biến đến cực lớn, phát ra chói mắt kim quang, liền phải đem tôn tiểu không cho hút đi vào. Nói thật, Lý tĩnh tâm lý thật không có phổ Hắn thắc mặc dù lợi hại Nhưng là hắn còn cảm giác Không đồng nhất nhất định có thể liều đến qua Tôn tiểu không tiểu thất bảo diệu thụ Đến Chỉ thấy tôn tiểu không hướng vừa bay Tay bên trong tiểu thất bảo diệu thụ thải quan lóe lên Bảo tháp dây lát ở giữa liền bị đánh trở về nguyên hình Ngay sau đó liền bị tôn tiểu không thu vào tụ lý càng không bên trong a à. Lúc này ngươi nhóm hài lòng đi Lý Tĩnh sắc mặt im lặng buồn bực nhìn xem đám người, sớm tại xuất thủ trước, hắn liền đại khái đoán được kết quả này. Nhưng là cùng người khác không giống, Lý Tĩnh tình huống đặc thù. Bởi vì hắn hai cái nhi tử, một cái phụng dưỡng Như Lai, một cái cùng lấy Quan Âm. Tại tình huống này hạ, Lý Tĩnh làm việc cũng không thể để người bắt đầu đề câu chuyện. Chúng tiên, kích thích. Chúng tiên nhìn nhìn Lý Tĩnh, lúng túng gãi gãi đầu, bất quá trong lòng lại là thoải mái đại gia pháp bảo đều không có thật tốt hài lòng mà na tra lại là thật cao hứng còn nói ra ngươi ngươi thật là muốn khí chết lão tử nếu không phải lý tĩnh hiện tại tay bên trong không có bảo tháp hắn trực tiếp liền phải đem na tra thu tháp bên trong nhốt mấy ngày ha ha na tra hiện tại có thể là không có chút nào sợ hãi nghe lấy lý tĩnh còn đối hắn ha ha nở nụ cười lý tĩnh nhìn nhìn chúng tiên mở miệng ra lệnh nói thu binh về thiên đình ngày khác lại bắt yêu hầu chậm đã nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha